Không thể phủ nhận rằng ai cũng có lúc gặp phải phiền phức khiến tâm trạng trở nên tồi tệ. Có người vì áp lực cuộc sống quá nặng nề, có kẻ bởi công việc bất như ý, cũng có người do tình cảm không được êm xuôi. Mỗi người tự dùng phương cách riêng để hóa giải cảm xúc tiêu cực. Cũng có kẻ nổi khùng la hét, thậm chí mắng, đánh người để trút bỏ bực dọc trong lòng. Con người tốt xấu phần nhiều do hoàn cảnh tạo nên. Người dễ nổi nóng là bởi quen được nuông chiều, chỉ biết có bản thân mà không quan tâm, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy xét. Nói thẳng ra là ích kỷ. Thông thường chúng ta dễ nổi nóng với người thân bên cạnh và đối xử với họ sổ sàng hơn với người lạ. Đôi khi ỷ vào tình cảm họ dành cho mình rồi mặc sức xấu tính, đụng chút là ta nổi giận và đòi hỏi, mà không nghĩ tới việc sẽ gây ra tổn thương cho người thân. Một bên thì hưởng thụ tình thương của họ, một bên thì không ngừng nổi nóng, không ích kỷ, thì gọi là gì? Chúng ta cần nhìn lại thái độ của mình, xét xem có nên tiếp tục như vậy nữa hay không. Thực tế cho thấy chỉ những người thiếu bản lĩnh kiềm chế mới dễ dàng tức giận. Chúng ta đều hiểu nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà cần phải đối diện chuyện bất như ý để từ đó bình tĩnh xem xét rồi tìm phương hóa giải. Thử nghĩ, tính nóng nảy khiến ta mất đi bao tình cảm, tổn thương bao nhiêu người, ảnh hưởng bao nhiêu việc. Một khi lửa giận nổi lên, không cách gì giữ tâm bình tĩnh để tiếp xúc với người, cũng không thể làm việc bình thường. Ngay cả việc hít thở cũng thấy khó khăn, không ích lợi gì cả. Cho nên, đừng cho rằng thói quen dễ nổi nóng là bình thường. Một người mà ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không kiểm soát được, chỉ cho thấy sự ích kỷ và bất lực của họ mà thôi. Nổi giận là bản năng, làm chủ được cảm xúc là bản lĩnh. Nếu bạn không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc. Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc phát hết, không phải là thẳng tính, mà là chưa bao giờ học cách cân nhắc trước khi phát ngôn. Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là lưu lại tất cả những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực nhất cho những người thân yêu nhất. Đừng để những cảm xúc tiêu cực hiển hiện trên khuôn mặt, vì đó là một loại biểu tình khiến người khác chán ghét bạn. Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được, thì dù cho bạn có cả thế giới, sớm hay muộn, bạn cũng sẽ phá hủy tất cả. Bạn có thể sẽ không bao giờ biết được những lúc bạn không khống chế được tâm trạng của bạn, bạn đã nói ra những lời nói làm tổn thương người khác nhiều như thế nào. Một lời hay có thể sưởi ấm cả mùa đông, một câu không hay có thể làm rét lạnh cả tháng sáu. Bạn sẽ không biết được một lời buột miệng lúc nóng giận của mình có thể tổn thương người khác như thế nào, kể cả đó là những người thân thiết nhất. Càng trưởng thành, càng phải học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đừng để những xúc động nhất thời khiến bạn vụt mất người bạn yêu thương nhất. Khi nóng giận đừng nói chuyện, vì chúng ta không thể lường trước được những lời mình thốt ra có thể tổn thương người đối diện hay không. Khi bản thân đang không cân bằng, tốt nhất là im lặng, vì mọi phát ngôn lúc này đều bị nhiễm hơi nóng của lửa giận, chẳng nói gì hay ho. Nổi nóng với người mình quan tâm, càng nghĩ chỉ càng giận. Ai trọng ai khinh nên phân biệt rõ ràng. Nếu có thể luận tình thì tốt nhất đừng nói lý. Nổi nóng với người không liên quan vốn là tự tìm phiền não. Lấy lỗi lầm kẻ khác hành hạ bản thân, thương tổn chỉ có chính mình. Con người vì sao lại tức giận? Nghe những lời đồn thổi vô căn cứ, bị đâm thọt sau lưng gây hiểu lầm, bị đối xử không công bằng, không nhận được sự tôn trọng cần thiết. Có những lúc không thể không giận, vì hỉ nộ ái ố là những cảm xúc không phải ai cũng có thể khống chế trong cuộc đời. Lỡ nóng giận rồi
thì nên dừng cuộc nói chuyện để lòng bình tĩnh lại. Thực tập quên đi ấm ức, gánh vác trách nhiệm, bước qua lỗi lầm, xóa bỏ đau thương, thì công việc mới ngày càng mở rộng, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên thoáng đãng, nhẹ nhàng hơn. Có người hỏi, trong tình cảm, điều gì dễ khiến người đau lòng? Tôi nghĩ, phần lớn là lời nói. Lời nói được xem như chìa khóa để mở lòng người khác, mà cũng là vũ khí sát thương người nhanh nhất. Bạn chưa nhìn thấy biểu hiện đau khổ của người bị trúng thương, sẽ không thể biết câu nói của mình làm đau họ đến mức nào. Rất nhiều khi, lời nói như lưỡi dao vô hình, giết người không thấy máu nhưng vô cùng sắc bén và tàn nhẫn. Một câu nói vô tâm, một ánh nhìn lạnh lẽo, một động tác bốc đồng cũng đủ làm tan bao nhiệt huyết trào dâng. Lúc tranh luận không lựa lời, khi quá khích nói tùy tiện, đều có thể trở thành lưỡi dao đâm vào lòng người khác. Mối quan hệ càng gần gũi, vết thương sẽ càng sâu. Nhiều khi người phát ngôn quá vô tình khiến người nghe tan nát. Cũng có thể do thói quen ăn to nói lớn, khẩu xà tâm phật. Cũng có thể vì tâm tình không tốt, nổi giận vô cớ. Nhưng cũng nên nghĩ qua, đối phương yêu thương mình thế nào mới có thể chịu đựng và bao dung lâu như vậy. Thời gian trôi qua, vết thương có thể liền, nhưng vết sẹo sẽ không bao giờ mất đi, mà có thể bị đau hay nổi ngứa nếu bất chợt đụng vào. Tuy lời nói không trực tiếp lấy được mạng ai, nhưng rất dễ làm hao mòn tình cảm, đẩy người xa ta, làm mất đi nghĩa ân, khiến cho đời lạnh lẽo. Thật ra khi ở cùng nhau, người ta cố tình lạnh nhạt những mong đợi của mình chính là sự tổn thương lớn nhất. Lòng chết rồi, quay lưng rồi thì sao cứu vãn được. Người thất vọng nhiều sẽ trở nên lặng lẽ, thời gian lâu dần sẽ trở thành lạnh lẽo. Rất nhiều vấn đề không phải một câu xin lỗi là đổi lại được lời an ủi không sao. Trong một mối quan hệ, hòa hợp được vốn không dễ dàng. Tổn thương rồi muốn quay lại thuở ban đầu hầu như là không thể. Tổn thương người rồi hối hận, chỉ bằng mở rộng lòng một chút, quản lý cảm xúc mình tốt một chút, chú ý lời ăn tiếng nói một chút, trân trọng người bên cạnh, hết lòng với hiện tại, thì sẽ giữ được những ân tình tốt đẹp. Bình an ngự ở chốn nào, phải chăng xa vắng ồn ào lặng im? Ngày nơi xáo động nhiễu phiền, nếu tâm tĩnh lặng, bình yên chính là. Bạn sống trong thế giới nào sẽ gặp được những người tương ứng của thế giới đó. Bạn kết giao với hạng người nào, tính cách tự nhiên cũng theo đó mà biến chuyển. Tùy theo độ cao nơi mình đứng mà chúng ta nhìn thấy những quang cảnh khác nhau. Có tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đạt. Rất nhiều khi chưa gặp được người mình kỳ vọng là do bản thân chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành được những giá trị tương xứng. Cho nên cứ hoàn thiện mình trước, mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Trong phép cư xử cũng nên học cách thay đổi vị trí, tập nghĩ cho người khác. Thông thường muốn đạt được, trước phải biết cho đi. Mong muốn người thông cảm, cần có lòng bao dung. Muốn ai đó quan tâm, nên học cách trân trọng. Muốn người khác tôn trọng, cần có lòng tự trọng. Làm việc nên có sự cảm thông. Bạn nghĩ đến việc khó xử của người khác, người ta cũng sẽ quan tâm đến vấn đề của bạn. Mình chịu ra tay giúp khi người cần, chắc chắn sẽ có sự hồi đáp tương xứng. Người với người vốn không cùng cơ thể, nên không bao giờ hiểu hết được lòng nhau. Có những việc bạn cảm thấy đơn giản, nhưng đối phương lại thấy áp lực nặng nề.
có nhiều việc người cho rằng không đáng phải nhắc tới, nhưng lòng mình lại canh cánh không quên. Chúng ta không phải họ, nên góc nhìn nhận vấn đề không giống nhau, phương cách suy nghĩ cũng có nhiều khác biệt. Nên khi tiếp xúc với người khác, điều khó mà cũng quý nhất là biết đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét. Từ đó, bạn có thể xem trọng những vấn đề mà họ quan tâm, rồi tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể. Hai người giao lưu với nhau, trạng thái tốt nhất là: bạn hiểu sự nhiệt tình của tôi, dù khó khăn bao nhiêu vẫn muốn giúp bạn hoàn thành tâm nguyện. Tôi biết lời bạn định bày tỏ nhưng lặng im, trân trọng giữ tình cảm đó trong lòng. Con người không ai thập toàn thập mỹ, công việc không phải lúc nào cũng thuận gió xuôi lòng. Làm người ai chẳng có lúc gặp khó khăn, qua lại lâu ngày cũng có thể phát sinh hiểu lầm. Nếu biết thay đổi vị trí mà suy xét, phiền phức sẽ giảm xuống. Thật lòng đối đãi với nhau, tình nghĩa sẽ đậm sâu. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Trước khi nổi giận bất bình, ngồi nghe hơi thở lặng nhìn tự tâm. Trước khi cầu nguyện âm thầm, nhủ lòng dung thứ lỗi lầm tha nhân. Trước khi giọt nước mắt lăn, biết dừng chân kẻo ăn năn muộn màng. Trước khi tính chuyện đá vàng, mua dây về tự buộc ràng xem sao. Trước khi nói chuyện trời cao, xem đi dưới đất bước nào chông chênh. Trước khi ước vọng nhìn lên, một lần ngó xuống có thêm thương đời. Trước khi mua sắm đua đòi, phải chăng cám dỗ gọi mời rủ rê. Trước khi hẹn ước nguyện thề, vẫn lòng xem có vẹn bề trước sau. Trước khi muốn bỏ cuộc mau, nhớ tâm nhiệt huyết buổi đầu dấn thân. Trước khi từ biệt dương trần, sống cho đi thể tri ân cuộc đời. Trước khi muốn thấy ai cười, đầu tiên hàm tiếu trên môi nở chào. Trước khi muốn nếm ngọt ngào, tình thương dâng hiến gửi trao thật thà. Trước khi muốn thoát ta bà, nhớ chân thành niệm Di Đà nhất tâm. Bốn chữ giúp ta sống nhẹ nhàng an nhiên. Một, nghe. Khi ta quyết định lắng nghe một người đang khổ, tức là ta đã chấp nhận đóng vai thầy thuốc để chữa trị tâm bệnh cho họ. Dù ta không phải là nhà tâm lý, nhưng với lòng chân thành và thái độ đúng đắn, chắc chắn ta sẽ giúp được người kia ít nhiều. Hơn nữa, bản thân mỗi người cần phân định rõ đúng sai, phải trái. Nhưng nếu không lắng nghe người khác, bạn khó mà xác định được. Lắng nghe để biết lòng người ý ta, để tìm cách đối nhân xử thế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, âu cũng là mang lại lợi ích cho chính mình. 2. Nhẫn. Nhẫn trở thành cách cư xử trong mối quan hệ giữa con người với con người, và mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng. Trong mối quan hệ giữa con người với con người, nhẫn là nhẫn nhịn. Trong mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng, nhẫn trở thành nhẫn nại. Nhẫn chính là sự tu dưỡng đạo đức và tu dưỡng phẩm hạnh. Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần, mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người bạn. 3. Thiền. Thiền
chính là cách để bản thân thanh thản và tĩnh lặng nhất. Thiền gắn liền với sự tĩnh tâm, do đó không nhất thiết phải ngồi khoanh chân mới gọi là thiền. Tĩnh tâm là không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi gặp bế tắc trong cuộc sống, bạn có nói nhiều, than vãn nhiều cũng chẳng thể khiến sự việc tốt hơn. Thay vào đó, đôi khi nên im lặng, nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn để tự mình điều chỉnh tâm thái của mình. Cũng có khi người nói nhiều quá sẽ đánh mất vẻ đẹp của sự yên lặng. 4. Nhẹ. Càng xem nhẹ mọi điều mọi việc, tâm ta càng thanh tịnh, càng ngập tràn hạnh phúc. Danh lợi, vật chất đều chỉ là phù du, chẳng thể mang theo khi lìa xa cõi đời. Mọi buồn tủi giận hờn sớm muộn rồi cũng qua đi, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng? Có đôi khi niềm hạnh phúc giữ tâm hồn ta dịu dàng, và lắm khi lòng nhẫn nhục giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ kiên cường, đối diện muộn phiền bất hạnh khiến lòng thêm lớn hiểu thương. Thước đo của cuộc đời. Khác không phải là nhấc lên mạnh mà là để xuống nhẹ. Kính không phải là đối với trên mà là xử với dưới. Đẹp không phải là hút người vào mà là giữ người ở lại. Xấu không phải tại gương mặt mà ở tại cách sống. Buồn không phải do bên ngoài mà là ẩn ở bên trong. Vui không phải do có thật nhiều mà là do buông xả. Khéo không phải tạo điều to mà là làm điều nhỏ. Hay không phải là ngạc nhiên mà là sự thú vị. Thước đo của đời người không phải thời gian sống mà là sự tỉnh thức và cống hiến. Mỗi người chỉ một trái tim, nhưng có hai tâm nhị thất. Một tâm chứa đựng niềm vui, một tâm muộn phiền giấu cất. Khi vui nếu cười lớn tiếng sẽ đánh thức buồn bên kia. Lúc buồn nếu tràn mưa lệ, niềm vui nghẹn lối không về. Mỗi người chỉ một trái tim, nửa mỏi mệt đời cơm áo, nửa nặng chấp mê phiền não, khiến tim tiều tụy tháng ngày. Sống hiểu điều chi là nặng thì mới biết nhẹ nhàng buông. Sống hiểu nguồn tâm bình lặng, tim gầy mới thoát đau thương. Đừng tưởng cuộc đời vĩnh viễn, thật ra ngắn đến không ngờ. Đoái nhìn con tim bé bỏng làm việc suốt 24 giờ. Hãy sống như hoa mùa hạ, lìa đời tựa lá mùa thu. Nhân sinh thoảng làn gió vội, đừng nhốt tim trong ngục tù. Không kể bạn đã gặp phải ai, người đó đều sẽ phải xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Mọi chuyện tuyệt đối không hề ngẫu nhiên. Người đó đến và sẽ mang cho bạn một bài học, một cảm nhận, một dấu ấn. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Người khi đến đường cùng tự khắc sẽ có một lối đi mở ra. Cũng như vậy, bất kể phải đi đến đâu thì đó cũng chính là nơi ta cần phải tới. Vậy hãy trải nghiệm những gì cần phải trải nghiệm, hãy gặp những người nên gặp. Cây tùng, cây bách chốn thâm u, nào cần người thăm hỏi mà quanh năm vẫn tươi xanh màu lá. Cây mai giữa sương tuyết, gió rét không cần bè bạn
vẫn đơm hoa đúng dịp xuân về. Ai ai rồi cũng phải tự mình vượt qua một khoảng thời gian không có ai giúp đỡ, không người ủng hộ hay ân cần hỏi han. Nhưng chỉ có như vậy, người ta mới có thể kiên cường vượt qua giông tố. Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình. Đừng trách móc oán hận, mà hãy thản nhiên với hết thảy, xem mọi chuyện như khói mây. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng, khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi, sinh ra từ cát bụi rồi cuối cùng lại hòa mình vào cát bụi. Lý tưởng đôi lúc giống như một ngọn đèn, thắp lên rồi vụt tắt. Tình cảm giống như một cơn mưa, mưa xuống rồi cũng khô đi. Bạn bè chính như một tầng mây, tụ hội rồi lại tan đi mất. Buồn khổ chính là một vò rượu, uống say rồi cũng tỉnh. Cô đơn chính là một vì sao, sau khi lấp lánh rồi cũng vụt tắt. Lẻ loi tựa như một vần trăng, mọc lên rồi lại lặn. Cái tuổi trăm năm cũng như giấc mộng, mệt mỏi vất vả trăm năm rồi cũng đến lúc phải ngủ quên thôi. Ngày về khép lại nhân gian, chỉ còn phước nghiệp cưu mang bên đời. Này danh, này lợi, này tình, chợt thành bọt nước bồng bềnh trôi xa. Một khi hơi thở nhạt nhòa, còn chăng để lại ấy là tình thương. Ở đời có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể tiếp nhận, có một số người quay lưng rồi chỉ có thể buông tay, một vài đoạn đường chọn lựa rồi thì không thể quay đầu. Cuộc sống có những lúc bất lực như thế. Nếu nhìn thông sẽ thấy, có nhiều thứ mất đi mà bình an hơn là có được. Vài niềm đau nhẫn một chút liền qua đi, một số phiền phức nhẫn một chút là có thể giải quyết, một vài lời nói nhẫn một chút thấy không cần tranh luận nữa, một vài tình cảm nhẫn một chút lại không muốn tiếp tục, một vài con người nhẫn một chút không buồn chờ đợi nữa. Người thương thật lòng sẽ muốn cùng nhau đi đến tương lai. Tình cảm chân thành không cần thể hiện mọi lúc mọi nơi, mà lặng im song hành theo năm tháng. Duyên phận tốt đẹp không đến từ những buổi tiệc được sắp đặt sẵn, mà ở lòng kiên định chấp nhận của hai người. Nếu thật sự có duyên, thời gian không gian đều không phải vấn đề. Bằng như đã vô duyên, dù gặp nhau mỗi ngày cũng không có ý nghĩa. Người ta thường nói, phải đến khi mất đi chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngờ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc khi trở thành hồi ức rồi mới thấy hết sự quý giá. Thông thường khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần, không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm, vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy. Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau, không chịu quyết đoán. Vậy nên những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa, những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Cuộc sống giống như một cây đàn, phím trắng là vui vẻ, phím đen là đau thương. Nhưng nên nhớ, chỉ khi hai phím trắng đen kết hợp mới thành ra giai điệu.
Nếu không thử thách mình bằng những việc khó khăn, bạn không thể trở thành người tiến bộ được. Một người kinh qua nhiều con đường, giải quyết vô số việc phát sinh mới nhanh chóng trưởng thành. Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Bởi cái vui ta thường hay ôm giữ trong vòng tay thế giới của riêng mình, niềm vui đó đâu thể nào lan tỏa đến chân trời, đến khắp cả muôn sinh. Bởi cái khổ ta vẫn thường xua đuổi, đuổi không đi, khổ dội lại nơi lòng. Khổ dồn nén, tháng ngày ta cằn cỗi, ta trách đời sao thiếu vắng cảm thông. Buồn san sẻ, hồn nguôi cơn giông bão, vui sớt chia, vui vỗ cánh ngàn phương. Lòng thêm khổ vì ta nuôi phiền não, đời yên bình khi sống biết yêu thương. Niềm vui đó vốn bao la trời đất, nỗi buồn kia dường bể cả trùng khơi. Hãy đón nhận niềm vui không bám víu, và buồn kia hiện hữu mặt rong chơi. Đời có cả mật ngọt và mật đắng, có những ngày mưa nắng hẹn hò nhau. Hồn như núi soi xuống dòng tĩnh lặng, trong an nhiên thuyền lướt giữa vui sầu. Một buổi học nọ, thầy giáo viết lên bảng mấy phép tính: 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16, 9 + 9 = 19. Vừa quay lại, cả lớp đã râm ran: "Phép tính sau cùng sai rồi thầy ơi." Thầy mỉm cười: "Đúng là phép tính sau cùng không chính xác, nhưng thầy viết tất cả 4 phép tính. Sao không ai để ý đến 3 phép tính đầu đều tính đúng?" Con người chúng ta thông thường cũng vậy. Mình đối với ai đó tốt 10 lần chưa chắc họ đã nhớ, nhưng chỉ cần một lần không thuận lòng, những điều tốt phía trước coi như không tồn tại. Người xưa có một câu nói rất hay: một bát cơm tặng người thành ơn, một tấn gạo nuôi người thành oán. Có một số người quen nhận rồi sẽ quên mất cảm ơn. Không phải ai cũng biết lấy 2 chữ lương tâm ra đối đãi. Dù bạn có 100.000 điều tốt, nhưng chỉ cần làm cho người một chút không vừa ý, bao nhiêu điều tốt liền bị phủi sạch trơn. Dù bạn đã hết lòng thật dạ, chỉ cần một lần lầm lỡ liền trở thành tội đồ nhiều toan tính. Dù giúp đỡ 100 lần chưa nhận tiếng cảm ơn, chỉ một khi chưa kịp ra tay liền bị ghim lòng thù hận. Cho nên làm người nên dựa vào tấm lòng, đừng quá quan tâm tới hình thức. Thật dạ đối đãi mới mong gặp tri kỷ. Dùng miệng lưỡi ba hoa thì đừng hỏi đến niềm tin. Thước tất có ngắn có dài, đừng bao giờ dùng tiêu chuẩn của mình để đo lường kẻ khác, cũng đừng dùng sự hiểu biết cá nhân để phán xét bất kỳ ai. Không ai là trọn vẹn hoàn mỹ. Trước khi nói lỗi người hay chê cười sự vụng về của thiên hạ, nên xét lại bản thân mình. Mắt là để nhìn thấy những điều tốt đẹp, đừng chỉ biết dòm ngó thị phi. Miệng là để ăn cơm nói chuyện, không phải vũ khí công kích ly gián lẫn nhau. Sống ở đời, thứ quý giá nhất không phải tiền bạc, danh lợi hay quyền thế, mà là nội tâm, sự tu dưỡng và tố chất của mình. Những điều này nói lên phẩm hạnh của một con người. Để đánh giá ai đó có đáng tin hay không, để biết được đâu là người tốt hay kẻ xấu. Làm người cần sự chân thật, thành tâm thành ý, đừng tính toán quá, vì như thế chỉ tổn hại bản thân mà thôi. Làm việc nên chừa một đường lui, nói chuyện
nên để chút khẩu đức mới không đến mức đâm vào đường cùng, rước họa vào thân. Việc thiện làm nhiều một chút thì việc ác sẽ giảm đi. Chân thành được xem trọng thì toan tính sẽ ít lại. Khích lệ nhiều một chút thì trách móc sẽ ít đi. Giúp đỡ nhiều một chút thì lợi dụng tự nhiên sẽ giảm xuống. Chú ý nói lời chuẩn mực, dù đùa vui cũng nên có chừng mực. Người sống một đời như sương buổi sớm, tan rồi là hết. Hãy sống như nước, có sự trong trẻo, yên tĩnh và sâu lắng, thì lo gì không thanh thản nhẹ nhàng. Rồi có một chiều khi nắng phai, vui buồn thương ghét những bi ai, ta cười thả gió nghìn tâm sự, luẩn quẩn niềm riêng sống mệt nhoài. Rồi bỗng một ngày ta liễu tri, niềm chân hạnh phúc biết cho đi. Ngày mai nhỡ tiếng vô thường gọi, ta có mang theo được những gì? Rồi chợt một lần ta nhận ra, trên đời mọi thứ sẽ phôi pha, không chỉ chắc thật và miên viễn, và dĩ nhiên ta cũng đã già. Ta trả mây trời bao viễn mơ của ngày tuổi trẻ đã xa mờ, của đêm quen sống trong hoài niệm, bỏ hiện tại gầy hao xác xơ. Ta đã cưu mang một kiếp người, một đời gom nhặt chẳng hề ngơi, trót quên chớp mắt trần gian mộng mà sống mê man cuộc khóc cười. Rồi bỗng một ngày ta hiểu ra, thân này đâu phải của riêng ta. Mảnh tâm cuồng vọng làm đau khổ, có nghĩa gì đâu để mặn mà. Rồi buổi sớm nào trên bến sông, tâm hồn ta chợt thấy mênh mông, lặng nghe trong cõi đời sâu thẳm, chẳng có chi ngoài lẽ sắc không. Chúng ta ban đầu đến thế giới này là vì không thể không đến, cuối đời rời đi cũng vì không thể không đi, còn đoạn đời ở giữa là tùy mỗi người lựa chọn. Mỗi người có một lối sống riêng, có người xem tiền của, con cháu, ái tình, hơn thua là nguồn sống, có kẻ lấy cảm ơn, vui vẻ, khoan dung, biết đủ làm kim chỉ nam. Do sự lựa chọn khác nhau mà kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai. Lúc trẻ có thể muốn rất nhiều thứ, khi nằm trên giường bệnh muốn lo cũng không được, sự lo lắng sẽ chuyển sang bên cạnh. Bạn bè thân thích sợ bị mượn tiền, cha mẹ lo con không qua khỏi, bạn đời sợ phải liên lụy ốm đau, lãnh đạo lo không ai làm việc liền gấp rút tìm người thay thế, bác sĩ sợ bạn không đủ tiền vừa kê toa thuốc vừa nhắc nhở viện phí. Lúc này có khó chịu hay kiêu kỳ cũng không làm gì được. Cho nên khi còn khỏe mạnh, nhất định phải biết chăm sóc bản thân, tranh thủ sống cuộc đời mình mong muốn. Ai ở đời cũng không dễ dàng gì, ngọt bùi cay đắng buồn vui có đủ. Có thể biến cuộc đời đau khổ thành lãng mạn, chuyển thế gian bạc bẽo thành những mối thâm tình thì mới gọi là bản lĩnh. Vì thế gian này đâu có gì là hoàn mỹ. Mặt trời đứng bóng liền ngã về phía tây, mặt trăng vừa tròn là chuyển khuyết. Cho nên cảnh tươi đẹp nhất vẫn là khi hoa chưa nở tròn, trăng chưa tròn vành. Cảm giác thiếu một chút mới trở thành vĩnh hằng, không hoàn mỹ mới gọi là nhân thế. Biết chấp nhận thì không gì trở thành vấn đề. Như người biết cúi đầu thì không va vào khung cửa, chịu nhường đường mới khỏi phải bon chen. Lòng cầu thì sẽ nhanh tiến bộ, tâm biết đủ luôn hạnh phúc tròn đầy. Cái tôi thường thấy tổn thương khi đời chê bai xúc phạm, mặc kệ cứ để nó buồn,
đừng trốn chạy, đừng đeo bám. Những khi được người tán thán, cái tôi sung sướng ngẩng đầu, biết vui nào rồi cũng cạn, bao làn sóng cả chìm sâu. Tổn thương hay niềm hạnh phúc, từng đợt sóng vùng biển dâu, đến đi giữa miền tâm thức, rồi mây theo nước qua cầu. Hãy trả sóng về cho biển, trả buồn lại bởi niềm vui, lặng ngắm dòng sông tĩnh tại, mặc tình hoa rác nổi trôi. Đâu có cái tôi giải thoát, giải thoát chính lìa cái tôi, nhìn sâu vào lòng sinh diệt, gặp lại bình yên muôn đời. Đôi khi một lời ác ý có thể dẫn tới cuộc tranh đấu, một câu tốt lành lại sanh ra nhiều điều tốt đẹp. Đôi khi khuyên bảo một người cần trăm ngàn lời nói, nhưng có lúc chỉ cần một câu cũng đủ hủy diệt tất cả. Cho nên mỗi lời thốt ra cần hết sức thận trọng, suy nghĩ chu toàn mới mong không hối hận. Ai cũng có sở trường sở đoản, chỉ cần học hỏi điều hay, hạn chế chỉ trích, thì bất kỳ người nào cũng có thể tự làm thầy để giúp mình hoàn thiện hơn. Suốt ngày để ý ưu điểm người khác rồi ngưỡng mộ, ganh tị, chỉ bằng thu tầm mắt, nhìn lại mình rồi nghiêm túc học hỏi. Cứ nghĩ mưu tính kế, mong người khác không bằng mình, chỉ bằng âm thầm nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Đôi khi nhìn lại những điều từng khiến mình phiền não u mê, thật không đáng nhắc. Có lúc xét lại những thứ từng làm ta đau khổ vật vờ, nhẹ như gió thoảng qua. Cho nên gặp bất kỳ việc gì cũng không nên vội vàng cố chấp. Tỉnh táo một chút, điềm tĩnh một chút, nghĩ thoáng một chút, thì trên đời này không có gì là không thể nhẹ buông. Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý cần thẳng, nhưng khí nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng thì phúc sẽ càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước nên xét lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói. Gặp việc, nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng nói đúng lúc. Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm. Nên nhớ, nhường nhịn lần thứ nhất là độ lượng, lần hai là bao dung, nhưng lần thứ ba sẽ biến thành nhu nhược. Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều chuyện. Bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui ý nghĩa. Không sợ bị người đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại nhìn thấy kẻ mình từng đối xử bằng cả tấm chân tình. Không ngại trải lòng với bè bạn, chỉ e vừa quay lưng đi liền bị biến thành chuyện cười trong cuộc hàn huyên của kẻ khác. Bạn cho rằng hành vi cao nhất của giao tiếp là gì? Chính là đối với người dù gần gũi thân thiết nhất vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn. Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ. Có thể chia sẻ thương yêu chính là hạnh phúc. Chỉ cần nhớ rằng sáng nhất là mặt trời, có ơn lớn nhất là cha mẹ. Quân tử thì rộng lượng, tiểu nhân thường hay tính toán. Bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp trong cuộc đời. Ít nói cho lòng được tình thanh, cho tâm hoa nở đóa sen lành. Nhiều lời lắm lỗi đa phiền não, bao nhiêu rối rắm mãi vây quanh. Ít nói quay về với tự tâm, nương theo hơi thở niệm Phật thầm. Sáu cửa cài then phòng hộ ý, tỉnh thức từng giây dứt lỗi lầm.
ít nói cho đời bớt nhiễu nhương, chỉ cần im lặng trải tình thương. Gìn thân miệng ý như gìn ngọc, hoa từ trái huệ tự thơm hương. Ít nói không là câm nín đâu, cốt là ý nghĩa chẳng nhiều câu. Một lời đem lại nhiều an lạc, hơn cả ngàn muôn rộn ý sầu. Ít nói tâm rền tiếng Phật âm, lắng nghe an tịnh thoát mê lầm. Con nguyện vuông tròn câu chánh ngữ, thắp đèn tuệ giác rạng trong tâm. Tôi đã được học rằng thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng không có nghĩa là có quyền được độc ác. Tôi đã được học rằng nếu bạn không làm chủ cảm xúc của mình thì nó sẽ điều khiển bạn. Tôi đã được học rằng để xây dựng lòng tin phải mất đến hàng năm, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại nó. Tôi đã được học rằng bạn không thể làm mọi người yêu bạn. Tất cả những điều mà bạn có thể làm là trở thành một người mà người khác có thể yêu được. Phần còn lại là tùy thuộc vào người kia. Tôi đã được học rằng đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống. Tôi đã được học rằng tình bạn thật sự sẽ vẫn tiếp tục phát triển bất chấp khoảng cách. Tình yêu thật sự cũng như vậy. Tôi đã được học rằng muốn sống hạnh phúc thì hãy tha thứ. Biết cách tha thứ cho người khác thôi vẫn là chưa đủ. Bạn cần biết cả cách tha thứ cho bản thân. Trong các điều trên, điều đầu tiên là điều mà tôi tâm đắc nhất. Thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có quyền được độc ác. Nhiều khi trong cuộc sống, tôi bị người khác làm cho bực tức. Đã không ít lần tôi định tìm cách trả đũa cho bỏ tức, nhưng thật ra làm thế chỉ khiến tôi thêm xấu xa mà thôi. Cái gì cho qua được cứ cho qua, giận rồi cũng nguôi. Mối quan hệ thâm tình và sự thanh thản trong tâm hồn mình mới là những điều quan trọng. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Tuyệt vọng. Hy vọng có thể dễ dàng trở thành thất vọng, nhưng từ thất vọng đến tuyệt vọng là một khoảng cách rất lớn. Lạc mất cái tôi. Sống trong đời sống thì phải có hy vọng. Tin vào ngày mai tốt đẹp hơn là phương cách rất cần thiết để cứu rỗi linh hồn ta vượt qua những cơn đau hụt hẫng hay trước thực tại quá cay đắng, phũ phàng. Nhưng nếu ta đổ dồn hết năng lượng về một phía, cũng như ta đem hết tài sản của mình ra để đánh một canh bạc sau cùng, mà lỡ canh bạc ấy thất bại thì cuộc đời ta kể như không còn gì nữa để sống. Thật không có gì lạc lõng cho bằng khi ta không còn biết tin tưởng vào đâu. Đúng hơn là trái tim ta không đủ sức chứa đựng cảm xúc hụt hẫng quá lớn mà trước nay nó chưa từng xảy ra với ta, hay ta chưa hề chuẩn bị trước. Cái tôi vì không còn chỗ bám nên nó rơi vào khoảng trống chơi vơi, lạc lõng mà không định dạng được chính mình và mọi thứ xung quanh. Khi tuyệt vọng, tâm trở nên lu mờ hơn bao giờ hết. Ta nhìn mọi thứ bằng con mắt bi quan, chán chường, có cảm tưởng như trên đời này không còn điều gì ý nghĩa và đáng tin nữa. Nhưng sự thật là đất trời vẫn đang ôm ấp ta, những người thân yêu vẫn luôn bảo bọc ta, những điều kiện thuận lợi vẫn đang tồn tại quanh ta. Chỉ vì tâm ta đang bị vướng kẹt vào một đối tượng hấp dẫn nào đó và vô tình tự đồng hóa cả đời sống của mình với đối tượng ấy. Nghĩa là trong khi đặt niềm tin vào ai đó, ta đã dễ dãi dùng hết năng lượng của mình về phía đối tượng ấy. Lối tin tưởng này đã khiến ta tự giới hạn hoặc chấm dứt sự liên kết cần thiết
với những đối tượng xung quanh. Ta đã rơi vào thế mất cân đối ngay từ khi gửi niềm tin cho kẻ khác, nên lỡ đối tượng ấy tan biến thì đương nhiên ta cũng sụp đổ theo. Ta không còn chỗ để bám, cái tôi dường như bị đánh cắp. Ta quên rằng sự thất bại về danh vọng, tình yêu hay lý tưởng cũng chỉ là một phần của đời sống. Ta còn rất nhiều lý do để sống, để hy vọng. Hy vọng có thể dễ dàng trở thành thất vọng, nhưng từ thất vọng đến tuyệt vọng là một khoảng cách rất lớn. Không phải ai thất vọng cũng đều trở thành tuyệt vọng, và không phải ai tuyệt vọng cũng đều chết chìm mãi trong khổ đau. Người có hiểu biết luôn xem thất bại là bài học kinh nghiệm để góp phần vươn tới thành công. Họ tin rằng những gì đã khổ công gầy dựng thì không bao giờ mất. Nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác, hoặc đang bảo lưu ở một dạng vô tướng nào đó để chờ đợi những yếu tố khác đến kết hợp. Nhờ có nội lực vững mạnh nên họ luôn sẵn sàng chấp nhận tổn thất nặng nề mà không hề than van hay bỏ cuộc. Vì họ biết con người của mình vĩ đại hơn những gì chưa thể hiện được hoặc đã bị lấy đi. Điều quan trọng là họ chưa từng đem cuộc đời mình ra đặt cược hay rao bán. Không biết đi về đâu. Thế nhưng, phần lớn mọi người khi rơi vào vực thẳm khổ đau tuyệt vọng đều muốn buông xuôi tất cả. Nếu ta có trong số đó thì hãy tự vấn mình. Thật ra, ai đã khiến ta ra nông nỗi này? Nếu ta đã xác định thủ phạm chính là người kia thì cũng nên tự hỏi thêm rằng người kia là ai mà có quyền thao túng cuộc đời ta dễ dàng như vậy? Họ chỉ có thể làm cho ta đau, nhưng họ không có quyền làm cho ta khổ. Ta nên nhớ rằng thân mạng này không phải là của riêng ta, nên ta không có quyền coi thường hay hủy hoại nó. Sự thật là cha mẹ, anh chị em, bạn bè, những bậc ân nhân và cả tổ tiên hay giống nòi cũng đều đang có mặt trong từng tế bào và hơi thở của ta. Họ đang cùng ta đi về tương lai. Ta ngã xuống thì họ cũng sẽ ngã theo. Tương lai ta ra sao thì một phần họ cũng sẽ trở thành như thế ấy. Dẫu biết rằng khi chọn đến cái chết là ta đã chịu khổ đau đến mức cùng cực rồi, trái tim của ta như sắp tan vỡ vì không thể chịu nổi niềm đau quá lớn đang đè xuống. Nhưng suy cho cùng thì ta vẫn đang làm một quyết định rất ích kỷ. Ta chỉ muốn tìm cách trốn thoát cơn bão cảm xúc đang đè nặng bản thân mà chính ta cũng có phần trách nhiệm lớn trong ấy. Ta cứ tưởng rằng mình là kẻ khổ đau nhất trên đời, nên mọi người cần phải tôn trọng và không có quyền trách giận mình. Đúng là không ai nỡ trách giận một kẻ đang khổ, nhưng ta không có quyền làm cho những người thân yêu của ta khổ chỉ vì ta đã bị kẻ khác làm cho mình khổ. Và liệu ta có yên vui nơi thế giới xa lạ nào đó khi tâm hồn ta vẫn còn đầy rẫy những oán hận chưa nguôi và trách nhiệm làm người vẫn còn dang dở? Không có cái tương lai nào tách lìa với hiện tại cả. Hiện tại như thế nào thì tương lai cũng đồng tính chất như thế ấy. Khổ đau từ trái tim thì liệu pháp chữa trị cũng từ trái tim. Ta đừng tiếp tục truy cứu kẻ đã làm khổ mình để đòi hỏi, trừng phạt hay tìm một nơi mà mình cho là bình yên tuyệt đối để lẩn tránh. Dù có làm được chuyện ấy thì vết thương trong ta cũng không thể nào lành lặn được. Cách đó chỉ làm thỏa mãn cơn cảm xúc nhất thời, bởi ta không bao giờ lấy lại đầy đủ tất cả những gì đã mất. Hãy bình tâm nhìn kỹ lại. Nhiều khi ta không thoát khỏi vực thẳm khổ đau không phải vì ta không đủ sức, mà có thể vì ta đang muốn tự giam mình trong tình trạng thê thảm ấy để kích động lương tâm của người kia như một kiểu trừng phạt. Hoặc có thể vì ta muốn chìm đắm trong cảm xúc quặn đau ấy để tự thương hại bản thân mình. Người ta thường gọi đó là thú đau thương. Khi rơi vào cảm xúc khổ đau quá lớn, một kẻ vừa yếu đuối vừa chỉ biết lo nghĩ cho bản thân thì thường lấy đau thương để gặm nhấm rồi than thân trách phận, chứ không tích cực tìm lối thoát. Họ thích nằm co ro như con tôm để nghe những bản nhạc tình sầu đứt ruột, hoặc
Họ thích người khác tưới tẩm vào nỗi khổ niềm đau của mình bằng cách công nhận mình là kẻ khổ đau nhất trên đời và rất đáng tội nghiệp, chứ không chịu cho ai kéo mình ra khỏi vực thẳm đen tối ấy. Đó cũng là một dạng trầm cảm, thích giam cảm xúc ở cung bậc thấp để thỏa mãn mặc cảm thua súc. Thật ra, trong sâu thẳm thì đó cũng là cách để loan báo cho mọi người biết về cái khổ đau mà ta đang gánh chịu, nhưng lại muốn được xót thương hơn là cứu giúp. Muốn giúp ta, phải có khả năng đưa ta trở về đúng vị trí căng đầy niềm hy vọng như ban đầu thì ta mới thấy tự tin. Còn không, thà cứ để ta như vậy. Rác cũng là hoa. Trong bài hát "Tôi ơi đừng tuyệt vọng", nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đưa ra giải pháp chữa trị rất đúng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Phải trải nghiệm nhiều lắm, phải đứng lên từ những khổ đau tuyệt vọng thì nhạc sĩ mới đúc kết được như thế. Trước đó nhạc sĩ cũng đã khẳng định: em là tôi và tôi cũng là em. Em là tâm lý tuyệt vọng, là một biểu hiện nhất thời của cái tôi rộng lớn. Không thể cho rằng tuyệt vọng là toàn bộ con người của ta. Dù nó đang khống chế ta trong mọi suy tư và hành động, nhưng bản chất của nó vẫn là vô thường như mọi hiện tượng tâm lý khác. Sớm muộn gì nó cũng sẽ tan biến thôi. Điều kỳ diệu là nhờ chuyến trôi dạt đến tận cùng miền đau khổ ấy mà ta khám phá ra được bản chất của mọi phiền não đều không có thật, và chúng cũng không hề có tên gọi gì cả. Chúng chỉ là những phản ứng chống trả nhất thời của cái tôi yếu đuối và còn thiếu hiểu biết về chính mình. Nhưng nhờ những phản ứng mạnh mẽ ấy, ta mới thấy rõ hết những yếu kém sâu sắc của mình mà kịp thời giúp đỡ và thay đổi cách sống. Có thể nói, nếu không có phiền não thì sẽ không bao giờ có sự giác ngộ. Nếu không có em tuyệt vọng hôm qua thì sẽ không có tôi vững chãi hôm nay. Bởi em là tôi và tôi cũng chính là em. Cũng giống như đem rác chuyển hóa thành phân hữu cơ để nuôi hoa, góp phần làm ra hoa. Hoa trở thành rác, mà rác cũng có thể biến thành hoa. Thành ra, ranh giới giữa em tuyệt vọng và tôi cách nhau chỉ trong đường tơ sợi tóc. Khi lạc lõng thì em bé dễ hờn dễ khóc năm xưa trỗi dậy, nhưng chỉ cần sự tỉnh thức trở lại thì cái tôi vững chãi sẽ được gọi về. Ta muốn đời sống có bình minh, muốn vượt thoát cơn đau tuyệt vọng thì ta phải trở về làm mới tâm hồn mình, chứ đừng rượt đuổi theo kẻ khác để trừng phạt hay bám víu. Giải pháp hay nhất và duy nhất là phải hồn nhiên, sống được với con người chân thật vốn có của mình. Đó là con người chưa từng đón nhận những vai vế của cuộc đời, chưa từng biết che đậy hay trình diễn. Con người ấy nhìn đâu cũng bằng ánh mắt trong suốt như bé thơ, chứ không mang theo màu sắc pha tạp của những thành kiến và định kiến. Chỉ cần can đảm buông hết mọi đấu tranh, tạm thời lui về một không gian yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên, dành hết năng lực để chăm sóc lại từng dòng cảm xúc hay suy tư của mình, tiếp xúc thật sâu sắc với những gì đang hiện hữu bên mình bằng thái độ cởi mở và thương yêu, thì em bé hồn nhiên sẽ từ từ hiện ra. Em bé ấy sẽ không còn thấy gì là tổn thương hay đau khổ nữa cả. Đó chính là tác phẩm hài hòa nhất của vũ trụ. Ta hãy tin vào vô thường. Mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay. Ta sẽ không còn tâm lý tuyệt vọng và người kia cũng sẽ không còn dại khờ mà làm cho ta khổ nữa. Bởi vì trong ta và người kia tuy có chất liệu rất trần gian, nhưng cũng đôi khi lại thấy yêu quá đời này. Tạ ơn đời màu nhiệm, tạo duyên có rồi không, hết không rồi lại có, cho ngày mới đơm bông. Đừng buồn nhìn sơ sát, đời cần chút đổi thay, hoa xưa rồi thắm lại, vườn cũ ngát hương bay. Có một cậu bé lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của một người cha. Cha cậu là một thương gia giỏi và thành đạt. Ông chừng 50 với mái tóc nâu đậm và đôi mắt rậm mày. Ông ăn mặc rất lịch sự nhưng lại hiếm khi mỉm cười. Ông nghiêm nghị
thiếu kiên nhẫn, dễ nổi nóng và rất nhiệt tình. Tất cả những đức tính này góp phần làm nên sự thành công của ông trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng cũng chính những tố chất đó lại khiến ông trở thành một người cha không mấy dễ chịu. Ông lái chiếc Mercedes đời mới nhất và diện những bộ vest lịch lãm nhất. Ông rất giàu có. Vì ông đi công tác liên tục nên rất ít có thời gian bên cạnh cậu bé. Đổi lại, cậu bé được bù đắp bằng những món quà mắc tiền và được học ở trường tư. Đó là cách mà người cha thể hiện tình yêu thương dành cho con trai. Cậu bé thường có bất cứ thứ gì cậu muốn. Rồi cậu bước qua tuổi 22, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Nhiều tháng trước, cậu đã nhắm một chiếc xe hơi thể thao màu đen tuyệt cú mèo. Biết cha có thể kham nổi, cậu ngỏ ý với cha. Ngày nào cậu cũng ghé phòng trưng bày ngắm xe. Cậu lái thử, ngửi mùi da của ghế, tưởng tượng cảm giác lần đầu tiên được lái xe về nhà. Cậu chụp nhiều hình chiếc xe và dán lên tường. Rồi ngày tốt nghiệp cũng đến. Chàng thanh niên chờ tín hiệu rằng cha cậu sẽ tậu chiếc xe cho cậu. Cậu tràn đầy háo hức như một đứa con nít. Cậu chẳng hề lo rằng mình sẽ không có chiếc xe như ý muốn. Cuối cùng, sau những ngày tháng chờ đợi tưởng hết kiên nhẫn, vào sáng tốt nghiệp, người cha gọi cậu vào phòng làm việc của ông. Ông bảo cậu ngồi xuống chiếc ghế da nâu và nhìn sâu vào mắt con trai. Bà rất tự hào khi có một đứa con trai như con. Và lần đầu tiên, ông nói bà yêu con. Cậu con trai thậm chí không nghe hết lời vì mãi nôn nóng chờ đợi món quà của cha. Cậu đã quen với việc nhận những món quà đắt tiền, nên việc cha cậu thể hiện tình cảm với cậu dường như quá xa lạ. Cuối cùng, người cha đưa cho con trai một chiếc hộp được gói rất đẹp. Cậu con trai như nín thở mở hộp quà, giật mờ chiếc xe hơi như nhảy nhót trước mặt cậu. Khi mở hộp, cậu thấy một cuốn sách có tựa "Hãy thử nghiệm ước mơ". Quá thất vọng đến mức sốc, cậu ném cuốn sách xuống sàn nhà. Tức giận, cậu nói như quát vào mặt cha mình: "Với tất cả tiền của ba tặng con cuốn sách này ư?" Và lao nhanh ra khỏi nhà, bỏ lại cuốn sách. Cậu lập tức rời nhà và đi theo con đường của cậu. Nhiều năm trôi qua, chàng thanh niên ấy trở thành một doanh nhân thành đạt như cha cậu. Cậu cũng nghiêm khắc và thiếu kiên nhẫn với con cái như cha cậu đối với cậu. Cậu có một ngôi nhà xinh xắn ở miền quê. Ngày nọ, cậu bỗng nhận ra rằng cha cậu đã già và có lẽ cũng nên về thăm cha. Cậu không gặp lại cha kể từ ngày tốt nghiệp. Họ không trao đổi với nhau lời nào từ dạo ấy. Cha cậu thậm chí còn chưa nhìn được mặt cháu. Dù người con trai quyết định phải gặp cha, nhưng cậu cứ chần chừ. Nhiều lần cậu bước tới bên điện thoại, nhấc lên, ngồi xuống trên chiếc sofa bằng da trong phòng khách, quay máy, nín thở và run. Nhưng trước khi chuông reng, cậu lại tắt máy. Chuyện này cứ lặp lại nhiều tuần, cho đến một ngày cậu nhận được bức điện tín báo rằng cha cậu đã mất và để lại toàn bộ gia tài cho cậu. Cậu cần phải về nhà để giải quyết mọi chuyện. Khi đến trước cửa nhà cha, tự dưng một nỗi buồn và hối tiếc xâm chiếm lấy cậu. Cậu bước vào phòng làm việc của cha, nơi lần cuối cùng hai cha con nói chuyện, bồi hồi nhớ lại những lời cuối cùng cha cậu nói. Cậu bắt đầu lục tìm những thứ giấy tờ quan trọng của cha cậu, và trong một ngăn kéo, cậu thấy cuốn sách ngày nọ vẫn còn mới tinh nằm ở trong đó. Cậu ngồi xuống chiếc ghế mà cậu đã ngồi trong nhiều năm trước đây, nhớ lại tình huống chia cắt hai người. Nước mắt lăn dài trên má, cậu đọc tựa sách "Hãy thử nghiệm ước mơ". Cậu mở cuốn sách ra, bắt đầu lật từng trang. Sau trang thứ ba, cậu thấy một cái lỗ trong sách với chiếc chìa khóa xe hơi. Chìa khóa có đính tên đại lý, giống tên đại lý sở hữu chiếc xe thể thao màu đen cậu ước mơ ngày nào. Trên đó cũng ghi rõ ràng ngày tháng cậu tốt nghiệp cùng với dòng chữ: "Với tất cả tình thương dành cho con trai yêu quý mà ba rất tự hào hôm nay". Bài học ở đây là gì? Nhiều lần trong đời chúng ta phán xét những người chúng ta từng gặp và những điều chúng ta từng trải qua trong đời chỉ vì họ hoặc chúng không thể hiện như chúng ta mong muốn.
chúng ta có những lựa chọn khắc nghiệt dựa trên sự hiểu lầm hoặc đơn giản là vô tình, và để cho cảm xúc xuất phát từ đó dẫn đường. Hãy dừng lại và nghĩ kỹ trước khi bạn đưa ra những kết luận toàn diện về một con người hay một tình huống nào đó. Và quan trọng nhất, hãy học tha thứ cho bản thân và cho người khác trước khi quá muộn. Mình Đi Liều đã từng nói rằng: tôi không van xin ai yêu tôi. Từ lâu tôi đã hiểu rằng chỉ là vô ích khi van xin trong vô vọng để ai đó ở lại. Tôi đủ tốt để khỏi cần phải bám theo ai không hiểu được giá trị của tôi. Tôi chẳng cần phải đấu tranh mạnh mẽ vì điều đó. Tôi không có thời gian để chỉ ra cho ai đó giá trị của mình. Chả việc gì phải vậy, tôi xứng đáng hơn thế. Câu chuyện số 13. Tôi cảm thấy bất an đã hơn một năm nay. Tôi bắt đầu bước qua tuổi 40. Tôi là một người sống trong chuẩn mực và lúc nào cũng muốn mọi chuyện phải thật hoàn hảo. Tôi mất mẹ năm 16 tuổi và chưa bao giờ than khóc vì điều đó. Tôi luôn muốn mình mạnh mẽ, làm việc gì ra việc đó và thành công. Tôi rời gia đình và định cư ở một đất nước khác. Giờ đây tôi đang có một gia đình và công việc tốt, nhưng vẫn luôn cảm thấy lo lắng về mọi chuyện trong cuộc sống. Tôi không thể chấp nhận rằng mình có vấn đề gì đó không ổn. Tôi luôn tìm thấy chuyện gì đó để lo lắng và trở nên bồn chồn một cách vô cớ. Tôi bị ám ảnh rằng mình có nhiều chuyện cần phải giải quyết và trở nên bất an về chúng. Giờ đây tôi đang cố chấp nhận hoàn cảnh và sống vui với nó. Khi chúng ta chấp nhận mình là mình và có được cảm giác yên ổn trong lòng, điều đó chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt cho bản thân. Nếu bạn nói bạn sắp làm gì, hãy làm đi. Nếu bạn bảo bạn sắp đi đâu, hãy tới đó. Nếu bạn cảm thấy điều gì, hãy nói ra. Nếu bạn không thể, không làm và sẽ không làm, thì hãy đừng nói dối. Nói trước sự thật với người khác luôn là tốt hơn. Đừng chơi trò đau tim hại não người khác. Đừng nói một nửa sự thật và trông đợi người ta sẽ tin mình khi sự thật không được nói hết. Nói một nửa sự thật chẳng khác gì bạn nói dối. Hãy nhớ rằng tình yêu và tình bạn thì đừng gây tổn thương cho nhau. Nói dối, phản bội, đối xử tệ với cảm xúc và tình cảm người khác sẽ làm tổn thương. Đừng bao giờ chà đạp lên cảm xúc của người khác khi bạn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình. Hãy luôn bao dung và chân thật. Hãy giữ lời hứa và luôn nói thật. Kính thưa quý vị và các bạn, quả phúc tài miệng và bốn khẩu nghiệp gánh cả đời không hết. Họ không chỉ là những nhân vật phản ánh cuộc sống, mà còn là những hình ảnh sống động của những giá trị đích thực. Đầu tiên đó là dòng ngữ, thứ hai là ba phải, thứ ba là thiện ngữ, và cuối cùng là xảo ngữ. Nhưng trong mắt của Phật, những lỗi lầm này không thể che giấu mãi được. Quả báo sẽ đến từ miệng của họ, từ những lời hứa hẹn rỗng tuếch, từ những câu nói không chứa đựng tâm nguyện thành thật. Và chỉ có bằng việc sống một cuộc đời chân thành, lòng thành, mới có thể gánh cả đời không hết những nghiệp xấu từ miệng mà ra. Chúng tôi kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe nội dung này qua lời giảng của Đức Phật: họa phúc tại miệng và bốn khẩu nghiệp gánh cả đời không hết. Thứ nhất đó là giọng ngữ, nói dối. Trong giáo lý Phật giáo, sự thật được coi trọng như một trong những nguyên tắc cơ bản của đạo đức và đạo lý. Phật dạy rằng nói dối là một trong những tội nghiệp nặng nề nhất mà con người có thể phạm vào. Đối với Phật tử, mở miệng ra là nói dối không chỉ là vi phạm một quy tắc đạo đức, mà còn làm tổn thương đến sự tin cậy và lòng tin của người khác nữa. Nói dối không phải chỉ là một hành động nhất thời, mà đôi khi trở thành thói quen, một thói quen nguy hiểm vì nó trở nên tự nhiên, thậm chí là
khiến chính cho người nói không nhận ra rằng mình đang nói dối. Khi trở nên quen miệng với sự dối trá, con người dần mất đi khả năng phân biệt giữa điều thật và điều dối, mất đi sự nhạy cảm và ý thức về hậu quả của những lời nói của mình. Thuận theo lời nói mà không cần suy nghĩ, không cảm nhận được mình đang nói dối thì thực sự là một nguy hiểm, một mất mát không chỉ cho bản thân mà còn cho xã hội. Bởi vì mỗi lời nói dối không chỉ là mất đi sự tin cậy mà còn tạo ra sự mơ hồ, gây ra hiểu lầm và xung đột trong cuộc sống. Vì vậy, trong con đường tu hành của mình, Phật tử luôn cố gắng giữ gìn lời nói của mình, trân trọng và bảo vệ sự thật. Bằng cách sống chân thành đạo đức, họ hy vọng làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, nơi mà sự thật luôn đặt lên hàng đầu, và mỗi lời nói đều mang lại niềm tin và hy vọng cho mọi người. Có những người dù không có ý định gây hại cho người khác, nhưng lại thường xuyên nói dối như một thói quen, một hình thức giải trí ba hoa. Họ không nhận ra rằng những lời nói dối không chỉ làm mất đi sự tin cậy của mình mà còn gây ra hậu quả không lường trước cho cả bản thân và những người xung quanh. Họ có thể là bạn bè, đồng nghiệp hoặc thậm chí là người thân trong gia đình. Nhưng khi nhận ra hành vi dối trá của họ, chúng ta không thể không đề phòng, không biết rằng sự gần gũi với những người như vậy có thể mang lại hậu quả không mong muốn. Phật đã dạy rằng dù nói dối có xuất phát từ hảo tâm hay là ác ý đều là tạo nghiệp xấu. Mỗi lời nói dối đều làm tổn hại đến danh dự và tự hạ thấp bản thân mình. Vì vậy, chúng ta cần phải tỉnh thức và giữ cho trái tim mình luôn trong sạch và trong trắng, không để cho những tạo nghiệp xấu vô tình hoặc cố ý tạo ra trong cuộc sống. Khi chúng ta gặp phải những người nói dối, chúng ta cũng cần nhớ rằng tương tác với họ không chỉ là mất đi niềm tin mà còn là rước họa vào thân. Vì vậy, đề phòng bạn bè, lánh xa những người gây hại và dục mất nhân duyên với những người không thành thật là cách chúng ta bảo vệ bản thân và giữ cho tâm hồn mình luôn trong sạch trong trắng. Thứ hai đó là ba phải, nói hai lời. Trong cuộc sống, có những người dưới vẻ bề ngoài hòa nhã là che giấu trong lòng mình sự đa mặt và gian dối. Họ là những người nói hai lời, nói lúc này nói lúc khác, làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ và phức tạp hơn. Chấm ngòi của sự đa mặt thường bắt nguồn từ lòng tham và lòng ích kỷ. Họ có thể tỏ ra thân thiện hòa nhã trước mặt một người, nhưng sau lưng lại lén đào mảnh đất dẫn đến mâu thuẫn và xung đột. Ly gián không chỉ gây ra sự mất lòng tin mà còn làm cho mối quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng và không ổn định. Mỗi lời nói của họ, mỗi hành động của họ đều làm cho môi trường xã hội trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Họ không nhận ra rằng bằng cách nói dối và làm ngược lại với những gì họ đã hứa, họ đang tự phủ nhận giá trị của lòng tin và lòng chân thành trong mối quan hệ. Vì vậy, khi chúng ta gặp phải những người như vậy, hãy cẩn trọng và tỉnh táo, đừng để bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài hòa nhã của họ, mà hãy đánh giá họ qua hành động và sự đối xử với mọi người xung quanh. Và trên hết, hãy giữ cho mình luôn là người chân thành, không làm tổn thương ai và cũng không để bị tổn thương bởi những người ba phải nói hai lời. Những người sử dụng lời lẽ để hại người không chỉ là những kẻ đơn giản nói sai sự thật, mà còn là những kẻ tạo nghiệp ác độc. Hành vi của họ không chỉ làm tổn thương vật lý, mà còn làm tổn hại đến tinh thần và tâm hồn của người khác. Lời nói của họ như những lưỡi dao sắc bén có thể đâm thẳng vào trái tim của người khác mà không cần sự cân nhắc hay là lượng giác. Họ không ngần ngại sử dụng lời lẽ độc ác để làm tổn thương, làm đau đớn người khác chỉ vì mục đích cá nhân của mình. Những người này rất nguy hiểm vì họ biết cách lợi dụng lời nói để kiểm soát và thống trị người khác. Họ có thể tạo ra những cuộc xung đột,
gây ra những đổ vỡ trong mối quan hệ và làm cho người khác trở nên tuyệt vọng và mất niềm tin vào cuộc sống. Tạo nghiệp ác bằng lời lẽ hại người không chỉ làm tổn hại đến người bị hại mà còn làm tổn thương bản thân người nói. Họ đang xây dựng một tường thành của sự đau đớn và hận thù xung quanh mình và cuối cùng sẽ phải đối diện với hậu quả của những hành động độc ác của mình. Vì vậy, chúng ta cần phải đề phòng và tránh xa những người này, đồng thời giữ cho mình luôn trong sạch và trong trắng. Chúng ta cần phải là người đứng vững trước cám dỗ của lời lẽ độc ác và không để bị lôi cuốn vào dòng xoáy của sự đau đớn và tàn bạo. Thứ ba đó là thiện ngữ, lời lẽ thô thiển. Những người thường dùng thiện ngữ, lời lẽ thô thiển không chỉ tạo ra một môi trường giao tiếp căng thẳng mà còn gieo rắc hạt giống của sự hận thù và bất đồng trong xã hội. Họ không nhận ra rằng những lời nói của mình không chỉ làm tổn thương người khác mà còn tổn hại đến chính bản thân mình. Trong giáo lý Phật giáo, chúng ta được dạy rằng việc chửi mắng và nói lời hại người là tạo nghiệp ác, làm phương hại đến danh dự và lòng tự trọng của người khác. Mỗi câu từ thô tục và độc ác không chỉ làm tổn thương tâm hồn mà còn gieo rắc những hậu quả không lường trước. Hơn nữa, khi chúng ta dùng lời lẽ thô thiển để kích động người khác, chúng ta đang tạo ra họa từ miệng, đưa ra những vũ khí không gian diệt chủng vào tay của bản thân. Bởi vì những lời nói hại người sẽ trở lại làm tổn thương chính bản thân mình, khiến cho cuộc sống trở nên đầy phiền toái và khổ đau. Vì vậy, hãy tỉnh thức và giữ cho lời nói của mình luôn trong sạch và nhân từ. Hãy biết kiềm chế và lựa chọn lời lẽ một cách cẩn trọng, để không chỉ bảo vệ lòng tự trọng của người khác mà còn bảo vệ bản thân mình khỏi những hậu quả không mong muốn của những hành động ác. Trong bản ngã của mỗi chúng ta có một vùng đất tinh thần cần được gìn giữ và bảo vệ. Phật dạy rằng tôn trọng người khác không chỉ là biểu hiện của sự nhân từ và lòng nhân ái mà còn là cách để bảo vệ và tôn trọng chính bản thân mình. Khi chúng ta thốt ra những lời lẽ thô tục khiến cho người khác cảm thấy tổn thương và hạ thấp, thì thực ra chúng ta cũng đang hạ thấp bản thân mình. Những lời nói thiện ngữ không chỉ làm tổn hại đến danh dự và lòng tự trọng của người khác mà còn làm tổn thương tinh thần và phẩm chất của chính bản thân mình. Hơn nữa, khi chúng ta nói lời thiện ngữ, chúng ta cũng đang tổn phước cho bản thân. Mỗi lời nói dối, mỗi câu từ thô tục làm cho tâm hồn của chúng ta trở nên u ám và bất an, khiến cho lòng bình an và hạnh phúc không thể hiện hữu được. Vì vậy, hãy nhớ rằng tôn trọng người khác không chỉ là một trách nhiệm đạo đức mà còn là cách để bảo vệ và tôn trọng chính bản thân mình. Hãy chọn lời nói một cách tỉnh táo và nhân từ để cuộc sống trở nên an lành và tâm hồn được trong sạch và bình yên. Cuối cùng đó là xảo ngữ, lời lẽ khiêu khích. Trong cuộc sống, có những người sử dụng lời lẽ xảo ngữ, khéo léo khiêu khích người khác, gợi lên lòng tham và sân si trong họ. Dưới và bề ngoài hòa nhã, họ che đậy những ý đồ xấu xa, như những kẻ săn bắt mồi trong bóng tối. Mặc dù cười nói bóng bẩy, nhưng thực chất bụng dạ sâu xa đầy rẫy những mưu mô và âm mưu. Đây chính là một loại ác nghiệp, một hình thức tổn thương không những đến người khác mà còn đến bản thân. Nếu không thể giúp ích cho người khác thì ít nhất cũng không nên gây hại. Nếu không thể dùng từ bi sẵn lòng giúp đỡ thì cũng đừng nên khơi gợi lòng tham và sân si của người khác. Cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, cho nên không cần thêm những thách thức do con người gây ra cho nhau. Hãy là những người mang đến ánh sáng, hy vọng và lòng từ bi để cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn. Tránh xa những lời nói khiêu khích và những hành động gây tổn thương để chúng ta có thể sống trong một thế giới yên bình và hòa thuận. Mỗi lời nói của chúng ta, mỗi hành động mà ta thực hiện đều là những hạt giống mà ta gieo xuống thế gian này. Và theo quy luật nhân quả, gieo nhân nào gặp quả ấy.
Chính vì thế, đừng để cho đôi lời nói nhỏ nhặt, một phút chốc bất cẩn, gánh nặng của những hành động ấy kéo theo ta suốt cả cuộc đời. Mỗi từ ngữ ta thốt ra có thể làm xúc phạm, làm tổn thương người khác một cách không ngờ tới được. Dù chỉ là một lời nói nhỏ, nhưng có thể gây ra những hậu quả không lường trước và không thể sửa chữa được. Những lời nói khinh bỉ, xúc phạm có thể để lại vết sẹo sâu trong lòng người nghe, và đôi khi còn làm tan vỡ những mối quan hệ mà ta xây dựng suốt nhiều năm. Vậy nên hãy cẩn trọng với từng lời nói, từng hành động mà ta thực hiện. Hãy làm cho những hạt giống mà ta gieo xuống đất đầy màu mỡ, đầy sức sống và đầy ý nghĩa tích cực. Đừng để cho những lỗi lầm nhỏ nhặt hình thành thành một bóng dáng lớn trong cuộc đời, khiến cho ta phải gánh chịu hậu quả suốt cả quãng đường còn lại. Trong cuộc sống ngắn ngủi này, mỗi con người đều là những hạt cát nhỏ trôi nổi giữa dòng đời vô tận. Chẳng mấy chốc đã trôi qua, thế gian đã lắm lối mòn, nhân quả đã đến để trả lời cho những hành động, những lời nói mà ta thực hiện. Nhưng thật đáng tiếc khi ta, con người, lại dễ dàng rơi vào dòng xoáy của tranh cãi, gánh đua và đấu đá trong cuộc sống. Chúng ta quên đi ý nghĩa thực sự của cuộc sống, mất đi sự nhìn nhận và tôn trọng lẫn nhau, để rồi lạc vào cuộc chạy đua vô nghĩa trong tình danh lợi. Mỗi ngày, mỗi giờ, chúng ta đều tiêu tốn tâm trí, năng lượng cho những mâu thuẫn vô ích, để rồi cuối cùng không có gì thu về ngoài một tâm hồn mệt mỏi và tinh thần mất đi sự bình an. Chúng ta mang theo những gì? Có phải là danh vọng, tiền bạc hay là quyền lực? Không, đó chỉ là những thứ tạm thời không thể theo ta qua những kiếp người tiếp theo. Vậy cho nên, hãy học cách không tranh cãi, không ganh đua, không đấu đá vô nghĩa. Hãy để cho nhân quả tự trả lời, để mỗi hành động, mỗi lời nói của chúng ta đều mang lại ý nghĩa và giá trị thực sự cho cuộc sống này. Hãy sống trong tình thương và hòa bình, để cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn và để mỗi con người có thể trải qua cuộc đời này một cách ý nghĩa và hạnh phúc. Người xưa đã từng nói rằng, dù có lương thực ngàn gánh, dù có căn nhà lớn 10 tầng hay thậm chí là sở hữu 100 xe ngựa, thì trong lòng vẫn còn khao khát và buồn phiền. Dù vinh hoa phú quý, dù sống trong những tiện nghi và tiêu chuẩn cao, nhưng cuộc sống vẫn là một dòng xoáy không ngừng, không biết khi nào mới chấm dứt. Làm sao có thể hiểu được, sống trên đời này, chúng ta cứ phải tranh giành, cứ phải chạy theo những vật dụng vật chất. Trong cuộc sống vô thường này, có gì đáng để tranh giành, đáng để đua đòi đâu. Thật ra cuộc sống không phải chỉ là vật chất, không chỉ là tiền bạc và danh vọng. Cuộc sống còn là về trải nghiệm, là về tình yêu, là về sự hiểu biết và bình an trong lòng. Chúng ta không cần phải đua đòi, không cần phải tranh giành, mà chỉ cần biết tận hưởng những điều nhỏ nhặt xung quanh mình và biết ơn với những gì chúng ta đã có. Hãy sống với lòng bình tâm và sự biết ơn để cuộc sống trở nên đẹp đẽ và ý nghĩa hơn. Đừng để mình bị cuốn vào dòng xoáy của tranh đua và đấu đá, mà hãy tìm kiếm sự yên bình và hạnh phúc trong từng khoảnh khắc của cuộc sống hiện tại. Kính thưa quý Phật tử và quý thính giả thân mến, trong thế giới ồn ào và xô bồ này, chúng ta thường bị cuốn vào dòng xoáy của sự lừa gạt, của oán trách và đố kỵ. Tất cả đều là hậu quả của sự tranh giành, dù là công khai hay là âm thầm, dù là về lợi ích lớn hay là về lợi ích nhỏ. Ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai, tranh giành vẫn là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nhưng rốt cuộc, khi ta suy ngẫm sâu vào, ta sẽ nhận ra rằng tất cả đều chỉ để thỏa mãn tâm ích kỷ của bản thân. Chúng ta cần nhìn nhận lại mục đích và ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Không phải mỗi cuộc tranh giành đều mang lại hạnh phúc và thịnh vượng. Thay vào đó, hãy tìm kiếm sự bình an và hòa bình trong tâm hồn
để cuộc sống trở nên ý nghĩa và đáng sống hơn. Hãy dừng lại và suy ngẫm để ta có thể thấy rõ hơn về những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống này. Hãy sống với lòng biết ơn và tình yêu thương để chúng ta có thể chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với nhau, thay vì cứ mãi mãi mê trong cuộc đua vô ích của tâm ích kỷ. Khi ta mở rộng tấm lòng, khi ta hiểu và chia sẻ thì không còn chỗ cho sự tranh giành tồn tại. Ta nhận ra rằng xem nhẹ và thấp hèn hơn thua được mất chỉ là sự vô nghĩa. Một chút lợi ích nhỏ nhanh chóng tan biến trong khói bụi cuộc đời. Ta không còn mong muốn giảm bớt hoặc trỗi dậy trong sự tranh giành, mà chúng ta hướng về mục tiêu cao cả hơn, một tâm trí bình an và không ganh đua, không tự ái. Bởi vì khi ta nhẹ nhàng nhìn nhận, khi ta xem nhẹ tâm danh lợi, thì sự tranh giành không còn nơi để tồn tại. Hãy để tấm lòng mở rộng, để yêu thương và sự hiểu biết trở thành ngôn từ chính và phương tiện chính để giao tiếp và sống hàng ngày. Bằng cách này, ta có thể tạo ra một thế giới xứng đáng với tâm hồn của chúng ta, một thế giới mà tranh giành không còn nữa, chỉ còn lại tình yêu và sự bình an. Trong cuộc sống có vô số lý do để chúng ta không cần phải ra sức tranh giành. Nhưng đôi khi dục vọng và tham lam đã khiến mỗi người trở thành một chú sư tử đói nằm trong bụi cỏ kìm nén không được. Một khi giành giật được quyền lợi và tiền bạc trong tay, hạnh phúc chân thực dường như tan biến. Tranh giành và danh lợi chỉ mang lại niềm vui giả tạo và đôi khi còn gây ra phiền não, thống khổ, thù hận và mệt mỏi về thể xác cũng như tinh thần. Nhưng nếu chúng ta biết buông bỏ việc tranh giành, tâm hồn chúng ta sẽ trở nên thoải mái hơn, tầm nhìn của chúng ta sẽ mở rộng hơn và khuôn mặt của chúng ta sẽ tỏa sáng hơn. Chúng ta sẽ nắm tay nhau nhiều hơn, nhường nhịn nhau nhiều hơn và sống chân thành và nhiệt tình hơn. Bạn bè sẽ nhiều hơn, tình cảm sẽ nồng đậm hơn và tâm nguyện của chúng ta sẽ sâu sắc hơn. Và cuối cùng, tình yêu thương sẽ lớn hơn, thật hơn và đông đầy hơn bao giờ hết. Mỗi người chúng ta đều có hoài bão và ước mơ riêng, những mong ước lớn lao và khát khao đầy hứng khởi. Việc nỗ lực theo đuổi ước mơ là điều không chỉ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta, mà còn là hành trình đích thực của sự sống. Đúng là không uổng phí thân người khó được, nhưng sự đánh đổi quá lớn khi chúng ta bắt đầu giành giật mọi thứ, bất chấp tất cả để đạt được mục tiêu của mình. Khi chúng ta để cho sự tham lam và mục đích cá nhân chi phối, chúng ta đặt mục tiêu trên tất cả mọi thứ và bỏ quên những giá trị đích thực trong cuộc sống. Chúng ta trở thành những con rối lăng xăng giữa cuộc đời này. Chúng ta bị mắc kẹt trong mê cung của quyết định và hành động mà không biết cách thoát ra. Vậy cho nên hãy nhớ rằng, đối với mỗi người trong chúng ta, ước mơ không chỉ là điểm đến mà còn là hành trình. Hãy trân trọng những giá trị thực sự của cuộc sống, những mối quan hệ, niềm vui nho nhỏ và những khoảnh khắc ý nghĩa. Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa và trọn vẹn, không để bản thân trở thành con rối của những ham muốn và mục tiêu vô nghĩa. Chúng ta cần phải tỉnh táo để nhận ra ranh giới mong manh giữa niềm vui và nỗi đau, giữa thành công và thất bại, giữa hạnh phúc và khổ đau. Đó là ranh giới mỏng manh, dễ mất đi trong những cuộc tranh đấu và cuộc đua vô nghĩa của cuộc sống. Nhưng khi chúng ta nhận ra được điều này, khi chúng ta biết đủ và hạnh phúc, khi chúng ta không còn mù quáng trong sự tranh giành, thì đó mới là cảnh giới cao nhất của nhân sinh. Không tranh giành không đồng nghĩa với việc chấp nhận sự nhục nhã và phản bội bản thân, mà đó là việc hiểu rõ giá trị thực sự của cuộc sống và tìm kiếm sự hài lòng từ bên trong, không phụ thuộc vào những thứ vật chất và danh vọng. Đó là khi chúng ta sống tự do và bình an trong trái tim, không bị bó buộc bởi những ý muốn và ham muốn vô hình. Hãy giữ vững niềm tin vào bản thân và vào cuộc sống, và hãy nhớ rằng không tranh giành đó là chìa khóa
để mở cánh cửa của hạnh phúc và bình an trong lòng mình. Khi chúng ta thấu hiểu điều này, chúng ta mới thực sự sống đúng ý nghĩa của cuộc đời. Cuộc sống không ai nên khinh thường bất kỳ ai khác, bởi sông có những khúc nước nhanh chóng, nhưng cũng có những khúc chậm rãi, và mỗi người cũng vậy. Ai đó có thể lên cao đến đỉnh điểm của thành công, nhưng rồi cũng sẽ có ngày phải trải qua những thời kỳ khó khăn và giảm sút. Cuộc sống là một vòng tròn không ngừng, nơi mà mỗi người trải qua những thăng trầm và biến động. Ai đó có thể rực rỡ như ánh sao sáng trên bầu trời, nhưng cũng có thể mất đi và tan biến vì những mây đen của bão tố. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên đánh giá người khác dựa trên vị trí hiện tại của họ, mà nên đánh giá họ dựa trên sự đạo đức và lòng nhân ái. Hãy luôn nhớ rằng trong cuộc sống này, không ai tránh khỏi những thời kỳ khó khăn và thách thức. Vì vậy, hãy đối xử với mọi người một cách tử tế và tôn trọng, bởi chúng ta đều là những hành trình của riêng mình trên con đường của cuộc sống. Kính thưa quý vị và các Phật tử thân mến, tiền bạc, dù là tiền ngàn hay vạn, cũng không thể che giấu đi sự vô danh và tiêu tan của cuộc sống. Dù ngày hôm nay ta chỉ là những tiểu nhân nhỏ bé, nhưng không chắc ngày mai ta không thể làm nên một điều lớn lao. Vì vậy, khi gặp người giàu có, đừng ganh tị. Khi gặp kẻ nghèo khó, đừng chê trách. Gặp người lương thiện, hãy hướng về phía trợ giúp. Gặp kẻ đáng thương, hãy khuyên bảo và động viên. Còn gặp kẻ toan tính thì hãy tránh xa họ càng tốt. Ở trên đỉnh núi, đừng tự mãn và coi thường người dưới núi, bởi có một ngày họ có thể vươn lên và thay thế bạn. Và khi bạn đạt được thành công thì đừng bao giờ tự mãn, bởi khi nhiều người đã thành công, bạn vẫn đang phải cố gắng và phấn đấu. Hãy sống với lòng biết ơn và tôn trọng, không đánh giá người khác dựa trên vị thế hay tài sản của họ. Hãy giữ cho trái tim mình luôn mở rộng và sẵn lòng chia sẻ, bởi chỉ khi đó cuộc sống mới thực sự ý nghĩa và đáng sống. Trong cuộc sống, làm người nên khiêm tốn, biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Dù bạn có lợi hại đến đâu, không chắc rằng bạn sẽ giữ được người cần giữ. Dù bạn có giàu có như thế nào, không chắc rằng mọi người đều yêu mến bạn. Dù bạn có năng lực ra sao, cũng không chắc chắn rằng mọi người đều khâm phục bạn. Thấy mình rất quan trọng, cũng không chắc rằng mọi người sẽ chào đón. Dù có địa vị cao, nhiều mối quan hệ hay là ăn nói khéo léo như thế nào, cũng không chắc rằng tất cả đều muốn làm quen với bạn. Vì vậy, hãy sống một cuộc đời khiêm tốn và biết trân trọng những gì mình có. Hãy đối xử với mọi người với lòng tôn trọng và lòng nhân ái, bởi chỉ khi đó chúng ta mới có thể xây dựng được những mối quan hệ chân thành và ý nghĩa trong cuộc sống này. Không ai có thể chắc chắn về ngày mai, không ai có thể biết được ai sẽ thành công hơn ai. Vì vậy, đừng bao giờ quá tự phụ, đừng bao giờ coi thường người khác. Cuộc sống không hề dễ dàng, và mỗi người đều phải đối mặt với những thử thách và khó khăn riêng của mình. Xin hãy nhớ rằng, khi ta tôn trọng người khác, ta cũng đang tôn trọng chính mình. Dù thế giới có thay đổi như thế nào, dù người khác có đối xử với bạn ra sao, hãy luôn giữ vững lòng khiêm nhường và lòng thiện lương. Đó là con đường dẫn đến sự hài lòng và thành công trong cuộc sống. Nếu bạn có thể giữ được điều đó, cuộc sống của bạn sẽ trở nên rất hài lòng. Bởi vì khi ta biết trân trọng và tôn trọng người khác, ta cũng đang tạo ra một môi trường tốt đẹp cho bản thân mình và cho những người xung quanh mình. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời đại hiện nay, xã hội thường khuyến khích việc biểu lộ lòng sân hận như một cách để giải tỏa căng thẳng và thể hiện quan điểm của bản thân. Tuy nhiên, theo lời dạy của Đức Phật, hành động này không phải là con đường đúng đắn để giải quyết mọi vấn đề. Một khi chúng ta cho phép sự giận dữ chi phối hành động, chúng ta đang mở ra một cánh cửa cho một chuỗi sự kiện không mong muốn trong tương lai của mình. Đức Phật dạy rằng,
Sự giận dữ không chỉ tạo ra một dòng lọc vô tận của sân hận, mà còn gieo rắc hạt giống của đau khổ và xung đột. Đức Phật khuyến khích chúng ta nên thực hành lòng nhân từ và tha thứ. Tha thứ không phải là việc chấp nhận sự bất công, mà là một cách để giải thoát bản thân khỏi gánh nặng của sân hận và tạo ra không gian cho sự bình an trong tâm hồn. Hơn nữa, khi chúng ta hành động từ lòng nhân từ và bình tĩnh, chúng ta đang góp phần vào việc xây dựng một xã hội hòa bình và yên bình hơn. Đó là một con đường lấp lánh hơn, một con đường mà chúng ta có thể đi cùng nhau, mang lại hạnh phúc và hòa bình cho chính bản thân và cho cả thế giới xung quanh mình nữa. Trong lời dạy của Đức Phật, không đè nén cảm xúc và cũng không biểu lộ chúng một cách ồ ạt là một nguyên tắc quan trọng để duy trì sự cân bằng trong tâm hồn. Thay vào đó, Đức Phật khuyên chúng ta nên phân tích cảm xúc, thấu hiểu nguyên nhân và cách suy nghĩ mê lầm đằng sau lòng sân hận. Phật tử có khả năng nói nhiều về lòng từ bi và khoan dung, nhưng thậm chí ngay cả những bậc thầy vĩ đại như Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng thừa nhận rằng đôi khi họ cũng có thể nổi giận. Điều này cho thấy rằng chúng ta, như những con người bình thường, đều trải qua các cảm xúc khác nhau và không thể tránh khỏi sự giận dữ. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở cách chúng ta xử lý sự giận dữ đó. Trong khi khoa học có thể cho rằng sự giận dữ là điều bình thường và tâm lý gia khuyến khích biểu lộ nó, Đạo Phật thì lại cho rằng sự giận dữ luôn luôn là một điều không tốt đẹp. Thay vì để sự giận dữ chi phối, Đạo Phật khuyên chúng ta nên thực hành lòng nhân từ, thấu hiểu và tha thứ. Mặc dù giận dữ có thể là một phản ứng tự nhiên, nhưng việc kiểm soát và xử lý nó một cách thông thái là điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Bằng cách này, chúng ta có thể duy trì sự bình tĩnh trong tâm hồn và mang lại sự hòa bình cho bản thân và mọi người xung quanh. Chúng ta thường nhận ra rằng sân hận không phải là một tâm thái vui vẻ, nhưng khi đối mặt với nó, chúng ta thường cảm thấy bất lực và không biết phải làm gì để chuyển hóa tâm hồn của mình. Tuy nhiên, Đạo Phật đã đưa ra một số phương pháp đơn giản mà không cần sử dụng thần dược giúp cho chúng ta có thể thực hiện việc này. Đầu tiên, một cách hiệu quả để chuyển hóa sân hận là thông qua việc nhận ra và chấp nhận cảm xúc của mình. Đừng từ chối hoặc là giấu giếm sân hận. Thay vào đó, hãy dành thời gian để thấu hiểu và chấp nhận nó. Thứ hai là hãy tập trung vào việc thấu hiểu nguyên nhân của sân hận. Điều gì đã gây ra cảm xúc này? Tại sao chúng ta cảm thấy như vậy? Thấu hiểu nguyên nhân giúp chúng ta tiếp cận với sân hận một cách tỉnh táo và có ý thức hơn. Thực hành tha thứ cũng là một phương pháp quan trọng để chuyển hóa sân hận. Tha thứ không chỉ giúp giải thoát người khác, mà còn giúp cho chúng ta giải thoát bản thân khỏi gánh nặng của sân hận. Một phương pháp khác là tập trung vào hiện tại và những điều tích cực xung quanh mình. Điều này giúp cho chúng ta tránh bị cuốn vào quá khứ và giảm bớt sân hận. Cuối cùng, hãy thực hành thiền và tĩnh lặng. Thiền và tĩnh lặng giúp làm sạch tâm hồn và giảm bớt căng thẳng, từ đó giúp chúng ta chuyển hóa sân hận một cách hiệu quả hơn. Những phương pháp này mặc dù đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả trong việc chuyển hóa tâm hồn và giữ cho tâm trạng của chúng ta ổn định. Chúng ta không cần phải tìm kiếm thần dược nào khác ngoài việc thực hành những nguyên tắc này mỗi ngày. Sau đây là 8 lời khuyên thượng đẳng của nhà Phật để đối phó với tâm sân hận. Điều thứ nhất là thế kiếp luân hồi, hãy nhìn vào bản thân cuộc đời. Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật cách đây 2.500 năm đã đi thẳng vào vấn đề cơ bản của cuộc sống, cuộc đời bất toại nguyện. Bạn nghĩ sao? Cuộc đời của chúng ta có thể không bao giờ đạt được như ý vì chúng ta sinh ra rồi chết đi. Trong khoảng thời gian giữa hai sự kiện quan trọng này, chúng ta trải qua những lúc vui vẻ, những lúc buồn bã và những lúc mà chúng ta thậm chí không cảm nhận được gì cả. Chu kỳ bất tận này Đạo Phật gọi là luân hồi.
Cuộc sống luân hồi là một chuỗi liên tục của sinh tử, của sự chuyển động và biến đổi. Chúng ta trải qua những vận động của cuộc sống, từ niềm vui đến nỗi đau, từ hạnh phúc đến khổ đau. Mỗi người, từ người già đến trẻ em, đều phải đối mặt với sự thay đổi không ngừng này. Tuy nhiên, trong triết lý Phật giáo, luân hồi không chỉ là sự lặp lại một cách vô nghĩa, nó cũng là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và giác ngộ. Qua mỗi cuộc sống, chúng ta có cơ hội cải thiện bản thân, giải thoát khỏi chuỗi kiếp nạn và tiến gần hơn đến sự giác ngộ. Như vậy, dù cuộc đời có đầy biến động và không thể kiểm soát, chúng ta vẫn có thể hướng tới sự giác ngộ và giải thoát. Bằng cách chấp nhận và hiểu biết luân hồi, chúng ta có thể sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc, dẫn đến sự giải thoát khỏi chuỗi luân hồi. Khi chúng ta bước vào thế gian này, không có ai nói rằng đời sẽ đẹp, dễ chịu và là nguồn vui bất tận. Thực tế, mọi việc sẽ luôn luôn xảy ra theo ý muốn của mình chăng? Khi chúng ta hiểu được cảnh ngộ của mình trong chuỗi luân hồi, chúng ta cũng sẽ hiểu được hoàn cảnh của mọi người. Tất cả chúng ta đều có cùng cảnh ngộ, nối dẫn với hoàn cảnh của người khác và thậm chí là với bản thân mình, và chúng ta không thể cải thiện được điều gì. Cuộc sống là một cuộc hành trình đầy thử thách và khó khăn. Chúng ta trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng cũng phải đối diện với những thử thách và nỗi đau. Mỗi người, từ già đến trẻ em, đều phải đối mặt với những biến cố và khó khăn không ngừng trong cuộc sống này. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không nên chìm đắm trong nỗi đau và khổ đau. Thay vào đó, hãy nhìn nhận mọi thứ từ góc độ rộng lớn hơn, từ cái nhìn của sự thông cảm và lòng từ bi. Khi chúng ta hiểu được cảnh ngộ của mình và của người khác, chúng ta có thể sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Thậm chí, khi chúng ta không thể cải thiện được hoàn cảnh, chúng ta vẫn có thể cải thiện cách chúng ta đối diện với nó. Bằng cách chấp nhận và lắng nghe, chúng ta có thể tìm thấy sự bình an và hòa bình trong tâm hồn, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Người ta thường nói và làm những điều mà chúng ta có thể không thích, và lý do đằng sau điều này thường là vì cuộc đời của họ cũng đầy khó khăn và gian truân. Tuy nhiên, cách suy nghĩ như vậy có thể được chuyển hóa để cái nhìn của chúng ta trở nên triệt để hơn. Mặc dù mỗi người trong chúng ta có thể cảm thấy mình là trung tâm của vũ trụ của riêng mình, nhưng thực tế không phải mọi sự phải và sẽ luôn xảy ra theo ý của mình. Thay vì chỉ tập trung vào cảm giác không hài lòng và bất mãn khi người khác làm điều gì mà chúng ta không thích, chúng ta có thể thay đổi cách nhìn nhận về tình huống đó. Chúng ta có thể cố gắng hiểu và thông cảm với cuộc đời và hoàn cảnh của người khác và nhìn nhận mọi thứ từ góc độ rộng lớn hơn. Hơn nữa, việc chấp nhận rằng không phải mọi sự đều diễn ra theo ý muốn của chúng ta là một phần quan trọng trong việc chuyển hóa cách suy nghĩ của mình. Thế giới này tồn tại nhiều yếu tố và tình huống mà chúng ta không thể kiểm soát hoặc thay đổi được. Việc chấp nhận không thể kiểm soát này giúp cho chúng ta trở nên bình tĩnh hơn và học cách tận hưởng cuộc sống dù có những thách thức và khó khăn. Với tư duy linh hoạt và lòng thông cảm, chúng ta có thể chuyển hóa cách nhìn nhận của mình và sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Điều quan trọng là học cách đối diện và thích nghi với mọi tình huống, dù đó có là ý muốn của mình hay không. Điều thứ hai là hãy làm người hùng nhẫn nại. Trong cuộc sống này, chúng ta thường đối mặt với những thử thách, những phiền não không mong muốn, và đôi khi sự đối đầu trực tiếp với chúng có thể tạo ra sự xung đột, tăng thêm đau khổ. Tuy nhiên, có một cách tiếp cận khôn ngoan hơn, đó là trở thành một người hùng của sự nhẫn nại. Nhẫn nại không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, thực ra nó là biểu hiện của sự mạnh mẽ và sự tự chủ. Khi chúng ta dùng sự nhẫn nại để đối kháng với những phiền não, chúng ta không phải là người đang chịu đựng và chấp nhận sự bất công, mà là người có kiểm soát về cảm xúc và hành động của chính mình. Đối với mỗi vấn đề, có một phương pháp phù hợp để giải quyết. Chúng ta không thể dùng lửa để mà dập tắt lửa được,
và cũng không thể dùng sự giận dữ để chống lại sự giận dữ. Thay vào đó, chúng ta dùng sự nhẫn nại, sự kiên nhẫn và thông thái để đối mặt với những thử thách một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, sự nhẫn nại không đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi điều một cách mù quáng. Đôi khi, để bảo vệ bản thân và giữ vững sự công bằng, chúng ta cần phải đứng lên và đối đầu một cách mạnh mẽ. Nhưng điều quan trọng là làm điều này mà vẫn giữ được bình tĩnh và tự chủ trong hành động của mình. Nhẫn nại không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đó là dấu hiệu của sự mạnh mẽ và sự tự chủ. Khi chúng ta biết cách đối mặt với phiền não bằng sự nhẫn nại và lòng kiên nhẫn, chúng ta không chỉ làm cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn lan tỏa được sự bình an và lý trí cho những người xung quanh mình. Trong thế giới hiện thực, những lời khuyên về sự kiên nhẫn và bình tĩnh dường như quá lý thuyết, xa vời, khi chúng ta phải đối mặt với những tình huống gây tức giận. Bực bội có thể làm cho con người ta mất kiểm soát, dẫn đến những hành động và lời nói mà sau này khi nhìn lại, chúng ta thấy hối hận. Khi cảm xúc dâng trào, việc nghe lời của nó và tuân theo sự dẫn dắt không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thậm chí nó có thể khiến cho chúng ta cảm thấy như bị mất kiểm soát và mất phương hướng. Nhưng điều quan trọng là phản ứng của chúng ta sau những lúc như vậy. Nhưng làm thế nào để trở thành một anh hùng trong những khoảnh khắc đó, thay vì chỉ là nạn nhân của cảm xúc? Một lời khuyên đáng quý là khi cảm thấy sắp mất kiểm soát, hãy tìm cách kiềm chế, hãy tìm kiếm sự nhẫn nại. Nhẫn nại không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, đó là dấu hiệu của sự mạnh mẽ và sự tự chủ. Và khi chúng ta học được cách đối mặt với cảm xúc một cách kiên nhẫn và bình tĩnh, chúng ta đang trở thành những người anh hùng của cuộc đời mình. Không để cảm xúc làm chủ, mà để lý trí kiểm soát làm người dẫn dắt. Điều thứ ba là hãy là người bình tĩnh kìm nén nổi giận. Việc bình tĩnh và kiềm chế nổi giận là một kỹ năng quan trọng, giúp cho chúng ta giải quyết các tình huống khó khăn một cách hiệu quả và không gây hậu quả tiêu cực. Khi cảm thấy nổi giận, chúng ta cần phải tìm cách kiểm soát cảm xúc của mình để tránh những hành động hoặc lời nói mà sau này sẽ gây hối tiếc. Thử thở thật sâu. Khi cảm thấy sắp nổi cơn tức giận, hãy tạm dừng và tập trung vào hơi thở của bạn. Thở vào sâu, cảm nhận từng hơi thở đi vào và ra khỏi cơ thể. Điều này không chỉ làm dịu cảm xúc, mà còn giúp cho bạn giữ được sự kiểm soát và tự chủ. Một trong những cách để kiềm chế nổi giận là tạo ra một khoảng cách thời gian. Khi tinh thần bắt đầu căng thẳng, hãy thử đếm đến 100 một cách chậm rãi. Việc này sẽ giúp cho chúng ta có thời gian để suy nghĩ và làm dịu cảm xúc trước khi đưa ra quyết định hoặc một hành động nào đó. Bằng cách này, chúng ta có thể chặn đứng việc thốt ra những lời nói hoặc hành động mà sau này chúng ta có thể hối tiếc. Trong một số trường hợp, khi cảm xúc nổi giận quá mạnh mẽ và không thể kiểm soát, việc rời bỏ hiện trường là một sự lựa chọn hợp lý. Thay vì tiếp tục ở lại và đối mặt trực tiếp với người gây ra cảm xúc tiêu cực, chúng ta có thể tạm thời rời đi để tránh xảy ra những hậu quả không mong muốn. Mỗi tình huống đều khác nhau. Và chúng ta cần phải sử dụng trí óc của mình để đưa ra quyết định hợp lý nhất trong từng trường hợp cụ thể. Việc thực tế và linh hoạt trong đối phó với cảm xúc nổi giận sẽ giúp chúng ta giữ được sự bình tĩnh và kiểm soát trong mọi tình huống. Trong những lúc cảm xúc nổi giận bao trùm, chúng ta thường cảm thấy như bị cuốn vào một cuộc chiến trong tâm trí, nơi mà cơn thịnh nộ trỗi dậy như một đấng bảo hộ dẫn dắt chúng ta trên chiến trường ảo tưởng của sự tức giận. Cảm xúc nổi giận có vẻ như trở thành người bạn thân, chăm sóc lợi ích của chúng ta, thúc đẩy chúng ta chiến đấu cho điều mình cho là đúng đắn. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng sự sân hận không phải là bạn của mình, mà chính là kẻ thù gây ra sự căng thẳng và khổ não cho tinh thần và sự không yên cho trí óc. Việc nuôi dưỡng oán hận và sân hận chỉ làm cho chúng ta mất đi sự bình tĩnh, làm suy yếu tinh thần và khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, việc giữ lấy những cảm xúc tiêu cực này
cũng có thể tạo ra ấn tượng không tốt với người khác, khiến cho mối quan hệ của chúng ta trở nên căng thẳng và không lành mạnh. Do đó, trong những lúc nổi giận, chúng ta cần phải nhìn nhận hoàn cảnh một cách khách quan và thấu hiểu rằng việc giữ lấy sân hận không phải là cách hợp lý. Thay vào đó, hãy thử tập trung vào việc giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và xây dựng mối quan hệ tích cực với người khác. Từ đó, tạo ra môi trường tốt hơn cho sự hòa bình và hạnh phúc. Khi bị buộc tội và cảm thấy tức giận đến nỗi nút thắt tự vệ bắt đầu thắt chặt trong bao tử, đó là lúc chúng ta cần phải dừng lại và suy nghĩ một cách hợp lý. Một cách để làm điều này là phân tích hoàn cảnh một cách khách quan, đặt ra câu hỏi là ai lại muốn ở gần một người luôn giận dữ khi bị buộc tội vì điều gì? Chỉ có hai lựa chọn. Điều mà người khác buộc tội có thể đúng hoặc là sai. Nếu nó đúng, chúng ta cần phải tự hỏi tại sao mình lại tức giận. Nếu muốn trưởng thành và tiến bộ trong cuộc sống, chúng ta nên nhận lỗi và rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, nếu nó sai, thì tại sao chúng ta lại phải nổi cáo? Người khác đã phạm phải sai lầm và không phải chúng ta làm luật. Việc giữ được bình tĩnh và suy nghĩ một cách rõ ràng trong những tình huống như vậy không chỉ giúp chúng ta trở nên trưởng thành hơn, mà còn tạo ra một môi trường hòa bình và xây dựng trong các mối quan hệ. Hãy nhớ là, trong cuộc sống không phải mọi thứ đều đáng giận, và việc kiểm soát cảm xúc của mình là dấu hiệu của sự mạnh mẽ và trưởng thành. Điều thứ tư là nhìn thấu suốt tâm mình thiện hành. Khi chúng ta thấu hiểu và hành động từ lòng nhân từ, từ lòng tốt lành, chúng ta không chỉ làm cho bản thân mình trở nên hạnh phúc hơn, mà còn lan tỏa được niềm vui và hòa bình cho những người xung quanh. Trong cuộc sống hối hả và bận rộn ngày nay, việc thiền và giữ chánh niệm có thể giúp cho chúng ta tạo ra một không gian yên bình trong tâm hồn, giúp chúng ta chống lại sự sân hận và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Một số người có thể xem việc thiền là mất thời gian. Tại sao lại phải dành 20 phút ngồi trên gối, trong khi có thể sử dụng thời gian đó để làm việc một cách hiệu quả hơn? Tuy nhiên, việc này chỉ là nhìn nhận một phần của vấn đề. Việc thiền không chỉ là việc ngồi yên, mà còn là cách để ta kết nối với bản thân, với cảm xúc và suy nghĩ của mình một cách sâu sắc hơn. Thiền không chỉ giúp ta tạo ra một tâm trạng bình yên và tĩnh lặng, mà còn giúp ta rèn luyện khả năng tập trung kiểm soát cảm xúc và tăng cường sự nhận thức về cuộc sống. Thật khó để thấu hiểu giá trị của việc thiền nếu chúng ta chỉ nhìn nhận nó như một cách để trốn tránh cuộc sống thực tế. Người ta có thể nghĩ rằng dành thời gian thiền là cách để xa lánh những căng thẳng của công việc và cuộc sống hàng ngày. Nhưng thực tế, thiền mang lại nhiều ý nghĩa hơn thế rất nhiều. Thiền không chỉ là việc tránh né, mà là một hành trình đến sự thấu hiểu và bình an. Khi chúng ta thiền quán về lòng bi mỗi sáng, chúng ta không chỉ làm cho tâm thức trở nên quen thuộc hơn với trạng thái yên bình, mà còn là cách để chuẩn bị cho cuộc sống thực sự. Tuy nhiên, thực hành thiền không có nghĩa là chúng ta phải trở thành những người xa cách và lạnh lùng. Mỗi khi chúng ta tiếp xúc với cuộc sống hàng ngày, có thể có những tình huống làm cho chúng ta mất bình tĩnh và la lối. Nhưng điều quan trọng là nhờ vào thiền, tâm thức của chúng ta trở nên bình an và tự tin hơn trong việc đối mặt với những thách thức này. Thiền giúp chúng ta không chỉ làm cho cuộc sống trở nên thanh thản hơn, mà còn giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân và người khác. Chúng ta không cần phải tránh né cuộc sống, mà hãy đón nhận nó một cách tỉnh táo và hiểu biết. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của thiền. Với tư tưởng tích cực như nhẫn nhục, từ bi, chúng ta có thể thực hành ở bất cứ nơi đâu và ở bất cứ lúc nào. Một cách đơn giản nhưng hiệu quả để thực hiện tư tưởng này là dành một ít thời gian hàng ngày để tạo ra những khoảnh khắc nhỏ tích cực. Thí dụ, nếu bạn dành nửa tiếng trên đường đi học hoặc đi làm vào buổi sáng để nghe nhạc mà bạn yêu thích, ít nhất bạn có thể dành ra 10 phút trong khoảng thời gian đó để chia sẻ sự từ bi với mọi người xung quanh. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu tâm sân hận trong tâm trí, mà còn tạo ra một không gian gần gũi và ấm áp, khiến cho mọi người
muốn gần gũi với bạn hơn. Việc phát âm từ và hành động từ bi không chỉ mang lại lợi ích cho người khác, mà còn giúp chúng ta trở thành những con người tốt hơn. Khi chúng ta thực hiện những hành động tích cực như vậy, chúng ta không chỉ tạo ra một môi trường tích cực xung quanh mình, mà còn lan tỏa được sự hạnh phúc và bình yên cho bản thân và những người xung quanh mình. Đó chính là sức mạnh của nhẫn nhục từ bi, một tư tưởng có thể thực hiện bất kỳ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Điều thứ năm là hạ mình xuống, học hỏi từ kẻ thù. Phật Pháp luôn dạy chúng ta thực hiện những hành động trái ngược với những gì chúng ta thường làm khi bị giận dữ với người khác. Thay vì muốn trả thù và thúc giục bản thân vào cuộc đấu tranh với kẻ thù, chúng ta cần phải học cách học hỏi từ họ. Khi chúng ta dừng lại và xem xét những gì mình có thể học từ kẻ thù, chúng ta mở ra một cánh cửa mới của sự hiểu biết và trải nghiệm. Thậm chí, việc hạ mình xuống và thái độ nhẫn nhục có thể mang lại những bài học quý báu và giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn trong tâm trí và tinh thần. Khi chúng ta không trả thù, thay vào đó học hỏi và thấu hiểu, kết quả có thể vượt xa những gì chúng ta mong đợi. Thay vì tiếp tục cảm thấy khổ sở và bất mãn, chúng ta có thể tìm thấy con đường dẫn đến hạnh phúc và bình an. Mặc dù ý tưởng này có vẻ như điên rồ, nhưng hãy thử suy nghĩ về cách chúng ta nhìn nhận người mà chúng ta giận dữ như thầy của mình. Hãy nhìn vào họ không chỉ là kẻ thù, mà còn là những người mang lại cho chúng ta những bài học quý giá nhất trong cuộc đời. Để trở thành một người tốt hơn không chỉ là một mục tiêu, mà còn là một cuộc hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, từ ái, tử tế và niềm vui. Tương tự như việc trở thành một cầu thủ bóng đá quốc tế hoặc một nhạc sĩ vĩ cầm có tầm vóc quốc tế, việc này đòi hỏi không chỉ là nỗ lực, mà còn là sự cam kết, kiên định và học hỏi không ngừng. Luyện tập tâm hồn cũng là một quá trình tương tự như vậy. Nó không chỉ là việc thực hiện những hành động nhỏ hàng ngày, mà còn là việc rèn luyện tinh thần, điều chỉnh tư duy và định hình lòng từ bi. Nhưng điều khó khăn nhất không phải là việc thực hiện một cách đơn độc, mà là việc giữ cho sự nỗ lực không bị mất đi trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta sống trong một xã hội nơi mà những giá trị về tiền bạc, quyền lực có thể làm mê hoặc, thì việc duy trì sự kiên nhẫn, từ ái và tử tế có thể trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nếu chúng ta không ngừng luyện tập và thể hiện những phẩm chất tích cực này, thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được những ước mơ cao cả về tâm hồn mình. Nếu chúng ta muốn trở thành những người tốt hơn, hãy bắt đầu từ việc luyện tập bản thân, không ngừng học hỏi và trải nghiệm. Và đặc biệt là, luôn giữ cho tâm hồn mình sáng sủa, trong sạch và đầy niềm vui. Khi chúng ta nhìn nhận mọi người trong cuộc sống, không chỉ là những người xung quanh mà còn là những cơ hội sống và học hỏi, thì người mà ta từng sân hận sẽ trở nên vô cùng quý báu. Họ không chỉ là những gương mặt mà ta muốn tránh né, mà còn là những người đáng quý vì họ đã cho ta cơ hội thực hành lòng hạnh nhân nhẫn. Khi ta nhìn nhận họ như vậy, mọi cảm xúc tiêu cực, những làn sóng sân hận đang trào lên trong tâm trí ta sẽ lập tức ngừng lại. Thay vào đó, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn nhận họ qua một góc độ mới từ những gì họ đã giúp cho ta. Mỗi hành động tệ bạc từ họ không còn là cái gai đâm vào lòng ta nữa, mà lại trở thành những bài học quý giá, những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống. Nhờ vào sự thay đổi này, chúng ta không chỉ giải thoát bản thân khỏi sự giam cầm của sân hận, mà còn mở ra cánh cửa cho sự phát triển và trưởng thành tinh thần của mình. Và cuối cùng, chúng ta sẽ nhận ra rằng, người mà ta từng sân hận thực sự là những người đáng quý và cần được tôn trọng, bởi họ đã giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và hiểu biết hơn về bản thân mình. Điều thứ sáu là hãy nhớ đến cái chết vô thường. Cái chết vô thường luôn rình rập ở phía trước chờ đợi chúng ta. Dù ta có là ai, có giàu, có nghèo, có quyền lực hay là bất lực, cuối cùng chúng ta đều phải đối diện với sự kết thúc không tránh khỏi này. Khi sự bực mình, khi sự tức giận tràn ngập, hãy dừng lại một chút và nghĩ đến sự vô thường của cái chết. Người mà ta không chịu đựng nổi
hành động của họ làm ta tức giận đến đâu, liệu khi nằm trên giường hấp hối, ta có còn quan tâm đến điều này nữa hay không? Sự bất mãn, sự tức giận, thậm chí là sự hận thù trong cái nhìn của cái chết như một sự nhàm chán vô nghĩa. Khi mình đối mặt với cái không tránh khỏi ấy, liệu mình còn quan tâm đến những vấn đề trục trặc của cuộc sống nữa hay không? Để sống có ý nghĩa hơn, hãy thôi không còn chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực. Hãy hiểu rằng mọi thứ không đáng để mất bình tĩnh và hạnh phúc của chúng ta. Hãy sống hôm nay với tất cả sự trân trọng và yêu thương, bởi ngày mai có thể là một sự khám phá mới hoặc là sự kết thúc không lường trước được. Khi ta nhận ra rằng người có thực sự quỷ quyệt với mục tiêu muốn chiếm đoạt thế giới và hủy diệt nó, lời khuyên nho nhỏ trở nên quý báu hơn bao giờ hết. Dù đơn giản, nhưng nó chứa đựng một sức mạnh kỳ diệu có thể làm giảm đi nhiều sự phiền toái nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều biết rằng mình sẽ chết, nhưng đó không phải điều mà chúng ta thực sự thấu hiểu được. Cái chết thường được coi là một khái niệm trừu tượng, xa xôi và thường xảy ra cho người khác, cho những người già bệnh, cho những ai gặp phải những tai nạn kỳ quái. Nhưng khi ta nhìn nhận cái chết không chỉ là một sự kiện ẩn dụ, mà còn là một phần của cuộc sống, ta sẽ hiểu ra rằng không cần phải quá lo lắng về những vấn đề nhỏ nhoi trong cuộc sống hàng ngày. Những lo lắng đó có thể trở nên vô nghĩa trước sự vĩnh cửu của thời gian và cái chết. Vì vậy, hãy sống mỗi ngày với tất cả sự trân trọng và yêu thương, không để bản thân mình bị mắc kẹt trong những vấn đề nhỏ nhặt và không đáng quan trọng. Hãy tập trung vào những điều quan trọng và ý nghĩa để cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn, dù mặc cho sự vô thường của cái chết luôn đe dọa bên cạnh mình. Dù cái chết là một hiện thực không thể tránh khỏi, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường không thấy nó như vậy. Người trẻ có thể chết trước người già, và người khỏe mạnh có thể kết thúc hành trình trước những người bệnh hoạn. Khi chú trọng vào cái chết, một sự chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Chúng ta có thể bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng quý và ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày. Có lẽ ngày mai, trong vòng một năm, hoặc thậm chí là trong 50 năm tới, cái chết sẽ đến với mỗi người. Nhưng điều quan trọng là việc chúng ta quá tập trung vào nó có thể khiến chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian và năng lượng vào những điều không đáng giá. Khi nhìn nhận cuộc sống qua góc nhìn này, những vấn đề nhỏ nhoi hàng ngày mà chúng ta thường xuyên phải nổi điên lên với chúng đột nhiên trở nên không còn quan trọng nữa. Không phải là những vấn đề đó không làm ta tức giận, mà là chúng ta nhận ra rằng không đáng phí phạm sức lực và tinh thần quý báu của mình để quan tâm đến chúng. Vì vậy, hãy tận hưởng mỗi khoảnh khắc, tôn trọng và trân trọng những người thân yêu xung quanh, và đặc biệt hãy dành thời gian cho những điều thực sự có ý nghĩa và trọn vẹn trong cuộc sống. Đừng để bản thân bị mắc kẹt trong những rối ren không cần thiết, bởi cuộc sống là quá ngắn để lãng phí vào những điều vô nghĩa. Điều thứ bảy đó là nghiệp lực. Có một câu ngạn ngữ phổ biến rằng mình gieo gió thì sẽ gặt bão. Tuy nhiên, trong triết học Phật giáo, khái niệm về nghiệp không đơn giản như vậy. Người ta thường nói rằng mình sẽ nhận lấy quả báo tương ứng với những hành động mình đã tạo ra. Nhưng liệu đó có thể áp dụng cho tất cả mọi người? Liệu mỗi người đều xứng đáng với những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình? Trong triết học Phật giáo, khái niệm về nghiệp không chỉ đơn giản là gieo gió gặt bão, mà còn phức tạp và tinh vi hơn rất nhiều. Nghiệp không chỉ là hành động hiện tại, mà còn là tình hình tâm thức, ý chí và ý niệm trong quá khứ và hiện tại. Mỗi người mang trong mình một giải nghiệp riêng biệt, và quả báo không chỉ đến từ hành động bên ngoài, mà còn từ tâm trạng và ý niệm bên trong. Do đó, để hiểu rõ hơn về nghiệp, chúng ta cần dừng lại suy ngẫm sâu hơn về mỗi hành động, ý niệm và tâm trạng của mình, để có thể thấu hiểu được sâu hơn về quá trình tạo ra nghiệp của mình và quả báo mà chúng ta đón nhận. Dù người ta thường nói rằng nỗi khổ của người khác là nghiệp của họ, nhưng phần đông lại ngần ngại
để nhìn nhận khi chính bản thân họ ở trong tình huống khó xử. Điều này là hoàn toàn đúng. Vì nghiệp của mỗi người là một dải sự kiện, từng khắc khoải, từng niềm vui, từng nỗi đau mà chúng ta trải qua. Mỗi khoảnh khắc vui vẻ, mỗi giọt nước mắt, mỗi nỗi buồn và niềm hy vọng đều là hậu quả của những duyên số từ quá khứ, từ những mối quan hệ mà chúng ta đã tạo ra. Những duyên số này không phải là những vật thể nằm ẩn sâu trong vũ trụ mà chính chúng ta đã tự tạo ra. Chúng ta không thể tránh khỏi những hậu quả của những duyên số này, bởi chúng là kết quả của những hành động, ý niệm và tâm trạng của chính mình. Khi chúng ta nhìn nhận điều này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc chăm sóc và làm cho những nhân duyên tích cực mọc lên trong tâm trí và trong cuộc sống của mình, thay vì để bản thân trôi theo cảm xúc nổi giận khi đối mặt với những cảnh ngộ thê thảm. Hãy dừng lại một chút và tự hỏi rằng điều này xuất phát từ đâu? Liệu mình có muốn tăng thêm sự tệ hại vào tình hình này hay không? Nghiệp không phải là việc hành động bốc đồng, phản ứng theo thói quen. Nếu chúng ta hiểu được cách nghiệp vận hành, chúng ta có khả năng thay đổi những trải nghiệm trong tương lai dựa trên những hành động của hiện tại. Điều này có nghĩa là thực hành lòng hạnh nhẫn nhục khi tâm sân phát sinh. Hãy cho bản thân một khoảnh khắc để xua tan cơn giận, để suy nghĩ và đưa ra hành động đúng đắn. Thay vì làm tăng thêm đau khổ và mất mát, hãy tìm cách làm cho tình huống trở nên tích cực hơn, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh mình. Xin hãy nhớ rằng, mỗi hành động của chúng ta đều là một dấu ấn trong nghiệp, và từng bước tiến trong hành trình của chúng ta đều được hình thành bởi những quyết định và cử chỉ của chính mình. Hãy chấp nhận và trải nghiệm mọi điều một cách nhẹ nhàng, với lòng biết ơn và lòng từ bi, để cho cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn mỗi ngày. Điều thứ 8, nó không phải là điều ảo, không phải là một khái niệm không thực tế. Mặc dù lòng hạnh nhẫn nhục có thể là phương pháp trực tiếp đối kháng với tâm sân, nhưng tánh không lại là phương pháp đối kháng mạnh mẽ nhất, không chỉ đối với tâm sân hận mà còn đối với mọi khó khăn và vấn đề trong cuộc sống. Trên thực tế, không cần phải biết mình kiên nhẫn đến đâu nếu chưa thấu đáo được tánh không. Nếu chúng ta không hiểu rõ tánh không, khó khăn sẽ tiếp tục đổ xuống chúng ta như những cơn mưa bất tận trong mùa mưa ở Ấn Độ. Tánh không không đơn thuần là việc chấp nhận hay là từ bỏ mọi thứ. Nó là sự nhận thức sâu sắc về tính chất vô hình, không cố định của mọi thứ trong cuộc sống. Đó là sự thấu hiểu rằng mọi vấn đề và khó khăn đều tạm thời và đổi thay, và chúng ta không nên lưu lại ý kiến hoặc là tư duy cố định về chúng. Khi chúng ta thấu hiểu và áp dụng tánh không vào cuộc sống, chúng ta sẽ trở nên tự do hơn, không bị ràng buộc bởi những khó khăn và vấn đề. Chúng ta biết cách thức giải quyết mọi tình huống một cách bình tĩnh và tĩnh lặng, như một người điều khiển chiếc thuyền của mình trên biển khơi cuộc đời, không bị cuốn trôi bởi những cơn sóng lớn. Nếu chúng ta dành một ít thời gian để phân tích tâm trí của mình khi nổi giận, chúng ta sẽ nhận ra một điều thú vị: cảm giác của mình về tôi hay mình khi đang giận dữ. Tôi rất giận vì điều bạn nói với tôi, hoặc là tôi không thể tha thứ cho hành động của anh ta đối với bạn của tôi. Những câu này thường xuất hiện khi chúng ta nổi giận, và chúng ta tin rằng mình hoàn toàn đúng trong vấn đề đó. Nhưng khi chúng ta có cơ hội phân tích cái tôi này, chúng ta sẽ nhận ra rằng nó không phải là một thực thể cụ thể mà chúng ta có thể xác định. Thực ra cái tôi này chỉ là một cảm giác tạm thời, một mảnh ghép của tâm trí mà chúng ta tin là chính mình. Khi chúng ta cố gắng tìm kiếm cái tôi này, liệu nó có ở trong tâm trí hay trong thân thể, chúng ta sẽ nhận ra rằng không thể xác định được. Chúng ta không thể nói, đây là cái tôi đây, như việc lựa chọn một vật thể được. Điều này có thể khó hiểu với nhiều người, nhưng khi chúng ta nhận ra rằng cái tôi chỉ là một cảm giác tạm thời, chúng ta có thể thoát khỏi sự ràng buộc của nó và sống một cuộc sống tự do hơn, không bị giới hạn bởi những niềm tự ái hay sự tự nhận thức cố định. Khi bắt đầu phân tích thực tại, thường ta sẽ nhận ra một sự thật đầy bất ngờ.
cái nhìn của mình về một tình huống có thể thay đổi hoàn toàn. Ta sẽ nhận ra rằng, từ đầu, không có gì làm ta phải nổi giận một cách tuyệt đối. Không có gì là một sự việc hoặc một người mà ta có thể xác định trước rằng sẽ khiến ta phải giận dữ. Mặc dù ta có thể đã lặp đi lặp lại câu tôi sẽ không bao giờ nổi giận về điều này, nhưng nếu không cố gắng, ta sẽ không bao giờ đạt được sự bình an mà ta mong muốn. Thực tế, sự bình an không đến từ việc tránh xa những cảm xúc tiêu cực, mà đến từ khả năng chấp nhận và hiểu rõ chúng. Khi ta dành thời gian để phân tích và hiểu sâu hơn về cảm xúc của mình, ta sẽ có khả năng xử lý chúng một cách hiệu quả hơn. Dần dần, ta sẽ nhận ra rằng sự bình an không phải là điều gì xa xôi, mà là một trạng thái tinh thần mà ta có thể đạt được thông qua việc thấu hiểu và chấp nhận bản thân cùng với mọi cảm xúc mà ta đã trải qua. Những điểm đã được nêu ra không chỉ là một danh sách những lời khuyên hoặc là ý tưởng hay ho, mà thực sự là những công cụ mạnh mẽ mà chúng ta có thể sử dụng để thoát khỏi sự thất vọng giận dữ và buồn rầu trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta thực hành những nguyên tắc này, chúng ta mở ra cánh cửa cho sự bình an và hạnh phúc tự nhiên trong tâm hồn mình. Chúng ta thành những hướng dẫn, những bước đi đúng đắn để chúng ta tiến xa hơn trên con đường của sự tự do và sự an lạc. Và điều quan trọng hơn, không phải ai cũng có thể thực hiện được điều này. Thực tế, bất cứ ai trong chúng ta đều có thể làm được điều này, không phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính hay tình hình cuộc sống. Mỗi người đều có khả năng thực hành và trải nghiệm sự thay đổi tích cực trong tâm trạng và cuộc sống của mình. Quan trọng nhất là quyết tâm và cam kết của chúng ta. Bằng cách thực hành những nguyên tắc này mỗi ngày, chúng ta không chỉ làm cho bản thân mình trở nên tốt hơn, mà còn lan tỏa được sự tích cực và lòng từ bi cho mọi người xung quanh. Đó là lúc chúng ta thấy rằng sự thay đổi thực sự bắt đầu từ bên trong và lan tỏa ra bên ngoài, tạo nên một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, đời người chỉ có một lần, và mỗi chặng đường, mỗi thời điểm đều mang đến những trải nghiệm đặc biệt quan trọng. Trong cuộc hành trình đầy màu sắc này, không ai có thể tránh khỏi những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ niềm vui mãnh liệt cho đến nỗi đau thấm đẫm trong lòng. Nhưng giữa những biến cố và những thăng trầm của cuộc sống, có một điều mà chúng ta không nên quên, đó là hy vọng và niềm tin vào tương lai. Sống nửa đời về sau không chỉ đơn giản là sống, mà là việc chúng ta dành thời gian để thực sự trân trọng và tận hưởng mọi khoảnh khắc, mỗi giây phút quý báu. Đó là thời điểm để ta nhìn lại những gì đã trải qua, những người đã gặp gỡ và những giá trị mà chúng ta đem theo trong suốt cuộc đời này. Sống nửa đời về sau cũng là cơ hội để ta chấp nhận bản thân mình với tất cả những đặc điểm tích cực và tiêu cực. Đó là lúc để ta học cách tha thứ cho bản thân và cho những người khác nữa, để tiếp tục đi tiếp trên con đường của mình mà không bị gò bó bởi những quá khứ đau buồn. Nửa đời về sau cũng là thời điểm để ta tạo ra những mục tiêu mới, những ước mơ mới và bắt đầu một trang mới trong cuộc đời. Điều quan trọng là không bao giờ từ bỏ niềm tin vào bản thân và vào khả năng thay đổi của mình. Hãy tin rằng, dù cuộc đời có thay đổi ra sao, ta vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa trong mỗi ngày sống. Cuộc sống là một hành trình không ngừng nghỉ, và nửa đời về sau là cơ hội để ta thực sự hiểu rõ giá trị của nó. Hãy sống hết mình, yêu thương hết mình và không bao giờ ngừng mơ mộng. Đó chính là bí quyết để ta có thể sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn trong nửa đời còn lại. Điều thứ nhất là trong nửa đời về sau, điều quan trọng không phải là chạy theo những mục tiêu lớn lao và thành công, mà còn là khả năng trầm tĩnh, sâu sắc, nhìn nhận mọi tình huống. Đôi khi chúng ta có thể bị người khác hiểu lầm, bị phê phán hoặc bị chỉ trích mà không có lý do đáng kể. Trong những thời điểm như vậy,
việc tránh tranh luận và giữ cho tâm hồn trở nên bình yên là điều cần thiết nhất. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng giải quyết những tranh cãi hoặc những sự không đồng ý. Có những vấn đề mà thậm chí cảm xúc và lý trí cũng khó có thể hiểu được một cách hoàn toàn. Trong những tình huống như thế, việc giữ cho bản thân trầm tĩnh và không dồn dập vào cuộc tranh luận không chỉ giúp ta tránh được những xung đột không cần thiết, mà còn tạo ra một không gian nội tâm để suy ngẫm và tự trấn an mình. Đôi khi sự im lặng không chỉ là sự thừa nhận của sai lầm, mà còn là một biểu hiện của sự trí tuệ và sự tự chủ. Chúng ta không phải luôn chứng minh cho mình là đúng, cũng như không phải luôn luôn cãi nhau để giành lấy lời nói cuối cùng. Bởi đôi khi, sự thấu hiểu và lòng nhân ái mới là điều quan trọng nhất trong một cuộc giao tiếp. Và trong thực tế là có rất nhiều chuyện không thể nào đúng hoàn toàn hoặc là sai hoàn toàn. Cuộc sống không phải luôn luôn đen trắng, mà thường là một loạt những màu sắc khác nhau, từ sáng đến tối. Và trong những lúc như thế, việc học cách trầm tĩnh và không tranh luận không chỉ giúp ta tạo ra môi trường hòa bình, mà còn giúp ta hiểu rõ hơn về sự phong phú và đa dạng của cuộc sống này. Thứ hai là trong nửa đời về sau, việc học cách cúi mình và chấp nhận sự bất đồng ý kiến là một kỹ năng mà chúng ta nên rèn luyện. Đặc biệt là khi đối diện với con cái của mình, những cuộc trò chuyện mâu thuẫn với bạn bè hoặc bất kỳ tình huống khó khăn nào khác. Thay vì cố gắng thuyết phục hoặc là tranh luận, việc giữ cho tâm trạng bình tĩnh và tĩnh lặng có thể là một cách hiệu quả để giải quyết những tình huống khó khăn. Đôi khi việc cúi mình không phải là việc đầu hàng, mà là cách để ta thể hiện sự tôn trọng và sẵn lòng lắng nghe ý kiến của người khác. Thực tế, chúng ta có thể học hỏi và phát triển từ những ý kiến đối lập. Việc chấp nhận sự khác biệt không chỉ là biểu hiện của sự thông cảm, mà còn là cơ hội để mở rộng tầm nhìn và hiểu biết của bản thân. Ngoài ra, trong những khoảnh khắc cô đơn và buồn bã, bạn có thể làm những công việc nhỏ như là lau nhà, giặt đồ, có thể là một cách tuyệt vời để giảm bớt căng thẳng và đưa tâm trạng về một trạng thái yên bình hơn. Trong những lúc lao động, ta có thể tìm thấy sự yên tĩnh và suy tư để lắng nghe tiếng lòng và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống này. Ta sẽ nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn việc giữ cho tâm trạng và suy nghĩ của mình được bình tĩnh, để ta có thể đối diện với cuộc sống một cách bình thản và nhìn nhận mọi tình huống một cách tỉnh táo và chính xác nhất. Thứ ba là trong nửa đời về sau, hãy nhớ rằng cuộc sống không phải là việc hối hận những điều trong quá khứ, mà là việc ta đã học hỏi được những gì và đứng lên từ những sai lầm của quá khứ đó. Trên con đường dài của cuộc đời, không có điều gì đảm bảo hơn việc ta sẽ gặp phải những quyết định khó khăn và những ngã rẽ đầy khắc nghiệt. Mỗi bước đi, mỗi sự lựa chọn đều đánh dấu một chặng đường mới. Và đôi khi, chúng ta có thể cảm thấy hối hận về những quyết định đã từng được đưa ra. Dù ta có cảm thấy hối tiếc về những quyết định đã đưa ra, thì không nên để cho nỗi hối hận làm cho chúng ta mất đi niềm tin vào bản thân và khả năng thay đổi. Mỗi quyết định, dù có đúng hay sai, đều mang lại cho chúng ta những bài học quý báu và cơ hội để trưởng thành. Có thể có những lựa chọn mà chúng ta không hề mong muốn, nhưng đôi khi đó lại là những duyên phận và nghiệp mà ta phải đón nhận. Đó là lúc chúng ta cần nhìn nhận cuộc đời một cách rộng lớn hơn và tin rằng mọi điều xảy ra đều có ý nghĩa của nó. Hãy tin rằng mỗi quyết định và mỗi ngã rẽ đều đem lại cho chúng ta những bài học quý báu và giúp ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Thứ tư là trong nửa đời về sau, điều quan trọng không phải là nghĩ suy quá nhiều, mà là giữ gìn sự đơn thuần và tận hưởng từng khoảnh khắc. Trên hành trình của cuộc sống này,
chúng ta thường bị cuốn vào dòng xoáy của suy nghĩ, lo lắng và áp lực. Sống đơn giản thật ra là một ân huệ mà trời cao đã ban tặng cho chúng ta. Đừng để những suy tư phức tạp làm mất đi niềm vui và sự hạnh phúc trong cuộc sống. Hãy tập trung vào những điều nhỏ nhặt xung quanh, những điều đơn giản mà đem lại niềm hạnh phúc. Cảm nhận từng mùi thơm của một bữa ăn ngon, nhận ra niềm vui của việc vận động cùng bạn bè và thưởng thức những khoảnh khắc vui vẻ khi chúng ta chuyện trò. Cuộc sống đâu chỉ là những khó khăn và lo toan, mà còn là những khoảnh khắc đẹp đẽ và ý nghĩa mà chúng ta có thể tận hưởng được. Hãy tạo ra những khoảnh khắc đơn giản nhưng ý nghĩa, và để cho trái tim mình được nhẹ nhàng, không gò bó bởi những suy nghĩ phức tạp. Sống đơn thuần là biết trân trọng những điều nhỏ bé và tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Thứ năm là, trong nửa đời về sau, đôi khi một sự thay đổi tự nhiên xảy ra trong tâm hồn và tâm trạng của chúng ta. Đã đến lúc chúng ta không còn thích những điều ồn ào và náo nhiệt nữa, mà tâm hồn chúng ta đang khao khát sự bình thản và yên tĩnh. Tâm thái bình thản không chỉ là một trạng thái tinh thần, mà còn là một yếu tố quan trọng giúp cho cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Khi chúng ta giảm bớt căng thẳng và lo âu, cơ thể sẽ trở nên cân bằng hơn, đem lại sự lưu thông tốt hơn cho máu và năng lượng cho cơ bắp và bộ não. Quan trọng hơn, tâm trạng bình thản giúp cho chúng ta tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ bé, không cần phải dựa vào đời sống vật chất hay là tài sản để cảm thấy đầy đủ. Bởi vì cuộc sống thực sự đẹp đẽ khi chúng ta có thể tận hưởng những khoảnh khắc bình yên và chân thành, và không bị những áp lực ngoại vi làm mất đi sự thanh thản trong tâm hồn của mình. Và dù ta có ở trong hoàn cảnh dư giả hay là bần cùng, tâm trạng bình thản vẫn là chìa khóa để mở ra cánh cửa của hạnh phúc thật sự. Bởi vì khi chúng ta có thể sống với lòng bình thản và biết trân trọng những gì mình có, cuộc đời trở nên đầy ý nghĩa và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thứ sáu, trong nửa đời về sau, đôi khi chúng ta cần phải học cách ngờ nghệch một chút để giữ cho tâm trí và tâm hồn mình luôn nhẹ nhàng và không bị gò ép bởi những suy tư và lo lắng không cần thiết. Có những chuyện không đáng để cho chúng ta quá quan tâm và đầu tư quá nhiều năng lượng vào đó. Đôi khi, việc hờ hững một chút có thể giúp cho chúng ta giữ được sự bình tĩnh và tĩnh lặng trong lòng. Nếu một điều gì không cần phải làm rõ, không cần phải làm đau đầu, thì hãy cứ để nó tự trôi qua, để cho cuộc sống trở nên đơn giản và dễ chịu hơn. Cũng như không phải mọi người và mọi tình huống đều cần sự chú ý và quan tâm đặc biệt từ chúng ta. Đôi khi, việc chỉ lướt qua những điều không quan trọng có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và năng lượng cho những điều thực sự quan trọng và ý nghĩa. Hơn nữa, trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng cần phải biết quá nhiều và nhớ mãi một cách hoàn hảo. Đôi khi, việc biết cách quên đi những điều không cần thiết sẽ giúp cho chúng ta giữ được sự nhẹ nhàng và tươi mới trong lòng. Và cuối cùng, đừng quá khôn khéo và hoàn hảo đến mức quên mất đi sự vụng về và con người thật của chúng ta. Sự vụng về và những lúc lụt lội cũng là một phần không thể thiếu của cuộc sống, giúp cho chúng ta học hỏi và trưởng thành từ những sai lầm và thất bại. Điều quan trọng là biết cân bằng và tìm ra được sự hài hòa trong mỗi khía cạnh của bản thân. Thứ bảy, trong nửa đời về sau, hãy thỉnh thoảng buông xả bản thân, đặc biệt là khi đến với việc ăn uống hàng ngày. Thay vì cố gắng thỏa mãn mọi thèm muốn ẩm thực, hãy tập trung vào việc cung cấp cho cơ thể những loại thực phẩm tươi mát, bổ dưỡng như trái cây, rau quả và thực phẩm lành mạnh. Đối với những người đã bước vào tuổi xế chiều, việc chăm sóc sức khỏe trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thân thể đã trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời,
và để tiếp tục đi đến mục tiêu, cần phải giữ cho cơ thể phì nhiêu và khỏe mạnh. Điều này có nghĩa là cần có một chế độ ăn uống cân đối và lành mạnh, không chìm đắm trong những món đồ ăn nhanh chóng và không lành mạnh. Tuy nhiên, đừng quá gò ép bản thân trong việc ăn uống. Thưởng thức mọi hương vị của cuộc sống là điều quan trọng, nhưng phải trong sự chừng mực. Đừng để bản thân trở nên căng thẳng và áp lực với việc kiểm soát từng calo và từng miếng thức ăn. Hãy tận hưởng những bữa ăn cùng gia đình và bạn bè và biết cân bằng giữa việc ăn uống lành mạnh và việc thưởng thức ẩm thực. Khi ta làm như vậy, tâm hồn và thể xác của chúng ta sẽ trở nên thanh thao hơn, giúp chúng ta tiếp tục một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc trong nửa đời về sau. Thứ tám là trong nửa đời về sau, hãy thường xuyên chia sẻ niềm vui và hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình, bởi chúng ta nhận được những gì chúng ta trao đi. Điều quan trọng không chỉ là nhận được sự chúc phúc, mà còn là việc truyền đi những điều tốt đẹp và ý nghĩa cho người khác. Đối với người khác, cách chúng ta đối xử sẽ quyết định cách họ đối xử với chúng ta. Vì vậy, hãy luôn trao đi những điều tốt đẹp và ý nghĩa, và chắc chắn rằng những điều tốt nhất sẽ trở về với chính ta. Hãy thường xuyên chúc phúc cho bạn bè, con cháu của mình, thậm chí là cả những người xa lạ. Một lời chúc phúc nhỏ nhưng chân thành có thể làm cho người đó cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Và trong khi làm như vậy, bạn cũng sẽ nhận ra rằng mình cũng đang được dâng lên trong lòng giàu dạt những niềm vui và hạnh phúc. Chia sẻ chúc phúc không chỉ là hành động tốt đẹp, mà còn là một cách để tạo ra một cộng đồng đầy yêu thương và sự ấm áp. Hãy dành một phút để nghĩ về những điều tốt lành và chúc phúc cho người khác, và bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên đẹp đẽ và ý nghĩa hơn rất nhiều. Đời người ngắn ngủi không dài, sống sao có ích đêm ngày không lo. Áo cơm vật chất dày dò, một dòng luẩn quẩn khổ cho kiếp người. Tham lam keo kiệt sinh thời, làm sao đến được cõi trời mãi sau. Đam mê danh lợi sang giàu, tạo thêm duyên nghiệp giấy vào tấm thân. May này nhắm mắt lìa trần, hồn đến địa ngục mắt dần sáng ra. Thấy rồi lòng mới xót xa, nhận ra đã muộn án tra ngục hình. Làm thiện được phước theo mình, kiếp sau sẽ được tái sinh sang giàu. Hồng ân tam bảo bao la, pháp quang soi chiếu thân ta an lành. Quý vị và các bạn thân mến, trên con đường của cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những nỗi khổ và thử thách khó khăn. Nhưng đôi khi, để vượt qua những nỗi khổ đó, chúng ta cần thấu hiểu và hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả của chúng. Những nỗi khổ có thể đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau, từ mất mát, thất bại, đau khổ trong tình yêu, đến những áp lực và stress trong cuộc sống hàng ngày. Để vượt qua những khó khăn này, chúng ta cần dũng cảm đối diện với chúng, không tránh né hay phủ nhận, mà thay vào đó là nhìn thấu và chấp nhận chúng. Khi chúng ta nhìn thấu những nỗi khổ, chúng ta có thể tìm ra những bài học quý báu từ đó. Những thử thách và đau khổ giúp chúng ta trưởng thành mạnh mẽ hơn, và hơn hết là học được cách đối mặt và vượt qua những thử thách trong tương lai. Hãy nhớ rằng không có cuộc sống nào hoàn hảo, và mỗi người đều phải trải qua những khó khăn riêng của mình. Quan trọng nhất là cách chúng ta đối diện và xử lý những nỗi khổ đó như thế nào. Hãy tin rằng sau mỗi bão táp là bầu trời xanh, và sau mỗi khó khăn là một cơ hội mới để trưởng thành và thành công. Sau đây là những bài học. Thứ nhất là không vượt qua thất bại. Trong cuộc sống, thất bại là điều không thể tránh khỏi và là một phần không thể thiếu của hành trình của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua ít nhất một lần thất bại, và đôi khi thậm chí là nhiều lần.
Nhưng điều quan trọng không phải là số lần chúng ta gục ngã, mà là khả năng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã đó. Những người thành công nhất thường là những người đã trải qua nhiều thất bại nhất. Họ không sợ thất bại, mà họ biết cách học hỏi từ mỗi sai lầm và mỗi thất bại để trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là sức mạnh của việc biết đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Đừng bao giờ tự rơi vào lòng thương hại hay là tự trách mình quá mức sau mỗi lần thất bại. Cuộc đời của bạn là do chính bạn quyết định và bạn có khả năng lựa chọn con đường mà mình muốn đi. Đừng chờ đợi ai đến cứu giúp, mà hãy tự tin bước đi và đối mặt với thử thách. Dù có bao nhiêu lần gục ngã, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng và niềm tin vào bản thân mình. Quãng đời phía trước vẫn đầy hứa hẹn và cơ hội mới đang chờ đợi bạn. Hãy tin rằng, sau mỗi đêm tối là bình minh mới, và sau mỗi thất bại là một cơ hội mới để bắt đầu lại và thành công hơn. Thứ hai là không thể nhìn thấu chính mình. Khi ta không thể nhìn thấu chính mình, ta rơi vào một vòng lẩn quẩn, một vùng đất mù mịt, nơi mà ta mất phương hướng và không thể nhận ra những vết thương sâu thẳm trong lòng mình. Mỗi lần chúng ta đấu tranh, mỗi lần vật lộn với cuộc sống, những vết thương trong tâm hồn lại càng trở nên vô cùng ẩn giấu và khó thế nào nhận biết được. Đằng sau sự náo nhiệt và vội vã của cuộc sống hàng ngày, thực sự là những nỗi khổ lớn mà chúng ta thường lãng quên hoặc từ chối nhìn thấy. Chúng ta thường cho rằng mình hiểu rõ bản thân nhất, nhưng thực tế đó lại là điều khó khăn nhất. Nhìn thấu chính mình không chỉ là việc nhìn vào bề ngoài, mà còn là khám phá và hiểu biết về phần sâu thẳm của tâm hồn. Đó là hành trình khám phá bản thân, nhận biết và chấp nhận những khía cạnh kỳ lạ và đau khổ trong lòng mình. Chúng ta có thể cảm thấy lạc lõng và cô đơn, nhưng đừng bao giờ từ bỏ. Bởi vì chỉ khi ta nhìn thấu được chính mình, ta mới có thể đối diện với những thử thách của cuộc sống một cách thực sự tự tin và mạnh mẽ hơn. Hãy dũng cảm bước vào hành trình khám phá tâm hồn của mình, và ta sẽ tìm thấy điều quý giá nhất, sự tự chấp nhận và sự bình an bên trong. Cuộc đời là một hành trình đầy bất ngờ và khó lường. Có những khoảnh khắc mệt mỏi và mệt nhọc khiến ta không thể nhìn thấy niềm vui sau những nỗi buồn. Nhưng giữa biển người xa lạ vẫn tồn tại những tấm chân tình bao la đang chờ đợi để ta khám phá và trải nghiệm. Dẫu cuộc đời có những gian khó và thách thức, nhưng đừng bao giờ mất đi niềm tin và hy vọng. Hãy tin rằng sau mỗi đêm tối sẽ là ánh bình minh mới, và sau mỗi cơn mưa sẽ là cầu vồng rực rỡ. Hãy dũng cảm đối diện với những khó khăn, và hãy nhớ rằng đằng sau mỗi vấn đề là một giải pháp, và đằng sau mỗi đau khổ là một bài học quý giá. Thứ ba, luyến tiếc quá khứ. Nếu như ta mãi miết sống trong những tiếc nuối, luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong dòng xoáy của những nỗi buồn và hối tiếc. Luyến tiếc những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm, những hư vinh và những tiếng vỗ tay đắc thắng chỉ làm cho ta cảm thấy dằn vặt không yên. Dễ dàng bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi ta nhìn lại những ngày tươi đẹp đã qua. Chúng ta luyến tiếc những kỷ niệm, dù chúng chỉ còn như sương khói, và những điều chưa thể làm dù cơ hội đã trôi qua. Ta cũng hay luyến tiếc danh tiếng và những tiếng vỗ tay đắc thắng dù biết rằng tất cả chỉ là hư vinh. Nhưng sống trong luyến tiếc chỉ khiến cho chúng ta trở nên mất đi sức mạnh và ý chí để tiến lên phía trước. Thay vì sống trong quá khứ, hãy tận hưởng hiện tại và tạo ra tương lai tươi sáng. Hãy học từ những kinh nghiệm của quá khứ, nhưng đừng để chúng làm cho ta mất đi khả năng sống và trải nghiệm cuộc sống hiện tại. Hãy buông bỏ và tiến lên phía trước, vì chỉ có như thế ta mới thực sự sống đúng nghĩa của cuộc đời này. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng sẽ tạnh. Và ngày hôm qua cũng chỉ là một cuốn phim, phim xem qua rồi thì cũng hết.
Nhưng luyến lưu quá khứ đó mới là điều khiến ta cảm thấy khó lòng tiếp tục. Sống trong luyến tiếc quá khứ đồng nghĩa với việc bỏ qua hiện tại, bỏ qua những cơ hội đang đứng trước mắt ta. Mỗi ngày đều là một ngày dai dứt, và đôi khi chúng ta phải chấp nhận rằng có những thứ không thể vãn hồi được, có những chuyện không thể thay đổi được, có những lời nói ra rồi không thể thu lại được. Luyến tiếc quá khứ chỉ làm mất đi sự tập trung và năng lượng của ta đối với hiện tại và tương lai. Đừng để những mây mù luyến tiếc che phủ con đường trước mắt. Hãy nhìn về phía trước và tập trung vào những gì quan trọng nhất. Trên hành trình tiếp theo của cuộc đời, chỉ khi ta hướng về phía trước, ta mới có thể tận hưởng sự thịnh vượng và hạnh phúc đích thực. Thứ tư là không biết buông bỏ. Việc không thể buông bỏ những người và sự việc đã đi xa, không dứt bỏ được những mặc cảm và tội lỗi trong quá khứ, là như mang theo tảng đá khi đi trên con đường dài dạng dặm của cuộc đời. Thật khổ, thật mệt khi ta không thể giải thoát bản thân khỏi gánh nặng của quá khứ. Buông bỏ ở đây không chỉ là từ bỏ vật chất và bạc tiền, mà còn là từ bỏ những tâm sầu phiền muộn và mặc cảm. Nếu ta không thể buông bỏ những loại nghi tâm ấy, chúng ta sẽ dần dần đầu độc tâm hồn, khiến cho mỗi ngày của ta trở nên uất ức và không yên bình. Nhưng đôi khi, việc buông bỏ không phải là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi sự dũng cảm và quyết tâm từ bên trong của chúng ta. Nhưng khi ta dám đối diện với quá khứ, dám chấp nhận và tha thứ cho chính mình và người khác, thì ta mới thực sự giải thoát bản thân và bước tiếp vào tương lai với trái tim nhẹ nhàng và tinh thần thanh thản. Hãy để những gánh nặng của quá khứ qua đi và hãy sống hạnh phúc và tự do trong hiện tại. Buông bỏ là một cách dạy của Đức Phật giúp con người rũ sạch bụi trần để họ có thể trở về với bản tính thuần khiết và hậu thiện nhất của mình. Tương tự như việc không thể buông xả cũng giống như những người lữ hành đi qua đường dạng dặm mang theo trên vai một tảng đá nặng nề. Bạn có thể tưởng tượng một người lữ hành với trên lưng mình cố cả một tảng đá, cố gắng tiến lên trên con đường dài dạng dặm của cuộc đời. Nhưng làm sao có thể đạt được mục đích cuộc đời nếu mỗi bước chân đều bị ràng buộc bởi những gánh nặng, những ràng buộc của quá khứ? Buông bỏ là một hành động dũng cảm và sự chấp nhận và tha thứ cho mọi điều, mọi người và cho chính bản thân mình. Nó giúp ta giải thoát khỏi gánh nặng của quá khứ để ta có thể bước đi nhẹ nhàng và tự do trên con đường của mình. Chỉ khi ta biết buông bỏ, ta mới có thể thực sự tận hưởng cuộc sống và tiến xa hơn trên hành trình của mình. Sống ở đời thật không đơn giản. Những gam màu tối sáng, mông lung, dẫm chân vào chỗ khốn cùng, một chùm cay đắng đẩy đùng cơn mê. Sống ở đời lối về chật hẹp, oán trách nhau, bắt tép nuôi cò. Đêm sâu gặm nhấm nỗi lo, giận hờn rõ khổ, cẳng dò rung rung. Sống ở đời ung dung tự tại, bọn chen chi hoang hoải tâm hồn. Xó bì cao thấp thiệt hơn, mảy may chấp giá, gian lơn đổ dời. Sống ở đời buông lơi cảm xúc, cởi mở nhau giây phút lên tiên. Xa qua phù phiếm ưu phiền, khen ai buông bỏ xỏ xiên nực cười. Sống ở đời đua đòi chi nữa, bến già đua thuyền giữa biển khơi. Ngẫm thương ngắn ngủi phận người, những ngày hoa mộng đẹp tươi ơn trời. Sống ở đời thảnh thơi nhẹ nhõm, xô đẩy nhau lồi lõm muôn nơi, vô hình trói buộc rụng rơi, sợi dây lẫn quẩn tàn hơi cuối mùa. Sống ở đời gánh đua ẩn giấu, chút hoài nghi nung nấu cúi đầu, hẹp hòi oán hận nghìn câu, ai trèo cho hết đỉnh cao bao giờ. Sống ở đời hồng hơ buông bỏ, hạnh phúc gieo lấp ló chân mây,
ngập ngừng chạm ngõ mối ai. Hương yêu kết trái, dạng ngày bỏ buông.